Xin chào quý vị khán thính giả của Đài Á Châu Tự Do. Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với chương trình Hội Luận. Hôm nay, Đài Á Châu Tự Do xin mang đến cho quý vị và các bạn một buổi hội luận về một chủ đề đang được quan tâm bởi đông đảo dư luận ở trong nước. Đó chính là chủ đề Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cũng như là Phật giáo Việt Nam nói chung ở trong thời đại hiện nay, trong cái bối cảnh mà trong suốt những tháng vừa qua, dư luận cả nước được chứng kiến rất là nhiều các cái sự việc liên quan đến Phật giáo nói chung và Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói riêng. Cùng tham gia với Đài Á Châu Tự Do ngày hôm nay có 3 vị khách mời để cùng nhau thảo luận và đánh giá cũng như là chia sẻ quan điểm của các vị xem là tình trạng hiện nay của Phật giáo Việt Nam đang là như thế nào. Thì xin được giới thiệu với quý vị và các bạn các thành phần khách mời tham dự ngày hôm nay. Trước hết xin được giới thiệu Hòa Thượng Thích Không Tánh thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Vị khách mời thứ hai xin được giới thiệu luật sư Đào Kim Lân, là người đã tham gia bào chữa trong phiên tòa liên quan đến các thành viên của Tịnh Thất Bồng Lai. Và vị khách mời thứ ba xin được giới thiệu bà Trần Thị Giao Phương, là một Phật tử hiện đang sinh sống ở Sài Gòn. Thì một lần nữa, Đài Á Châu Tự Do xin được cảm ơn cả ba vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình hội luận ngày hôm nay. Dạ, thế thì để bắt đầu chương trình hội luận ngày hôm nay thì tôi xin được bắt đầu với bà Trần Thị Giao Phương, là một Phật tử. Thì trước hết thì tôi muốn hỏi bà Phương, đó là với cương vị là một Phật tử, là một người thực hành và theo đạo Phật, không biết là bà có thể cho Đài Á Châu Tự Do cũng như là quý vị khán thính giả được biết cái cảm nhận của bà, cái quan sát của bà về tình trạng Phật giáo Việt Nam ngày nay nó là như thế nào được không? Yeah. Lời đầu tiên là Phương xin chào Trường Sơn, xin chào hai vị khách mời và xin chào tất cả quý khán thính giả của Đài Á Châu Tự Do. Thì cá nhân tôi á là một Phật tử. Ngày nay Phật giáo theo tôi nó đã biến tướng rồi, nó không còn là một cái Phật giáo mà tôi ngày đầu quy y và khi mà được những cái vị minh sư và những cái người hiện hữu của mình tu tập, và cũng như là những gì tôi nhận thức được trong cái qua cái việc mà đọc kinh văn rồi sách vở, những cái tiết giảng, tôi thấy nó đã biến tướng đi nhiều rồi, và điều đó làm cá nhân tôi cảm thấy rất là buồn. Chính vì vậy bản thân tôi nhiều năm nay rất là ít đi chùa. Phật giáo về cơ bản theo cái lời của Đức Phật Thích Ca, mà khi chúng ta bước vào các chùa thì các bạn sẽ thấy có một cái câu gọi là duy tuệ thị nghiệp, tức là chỉ có trí tuệ mới làm nên sự nghiệp thôi. Nhưng mà ngày nay á, tôi cũng không hiểu tại làm sao, có thể là vì những cái mục đích chính trị hay là để quản lý tôn giáo, quản lý con người như thế nào đấy, thì chúng ta sẽ mổ xẻ trong những phần sau. Thì hiện nay ở các chùa nó có những cái hoạt động, nó ví dụ như là mê tín nè, dân sao giải hạn nè, rồi cầu cúng nghiệp này nọ như chùa Ba Vàng á, là tôi thấy nó hoàn toàn nó đi ngược lại với lại những cái gì mà trong Phật giáo mà tôi đã được học. Cho nên tôi nghĩ nếu mà một cái người mà minh sư á, thì sẽ nói rằng là trong nhà Phật nó có một cái câu gọi là phục sự chúng sanh, chính là cúng dường chư Phật. Phật không có cần chùa to, Phật tượng lớn, mà Phật cần chúng ta phải sống hiền hòa, tử tế và còn phải có trí tuệ nữa, cho nên mới có cái câu là duy tuệ thị nghiệp đấy. Mà nhưng mà hầu hết những cái chùa bây giờ chung quanh tôi thì tôi thấy nó không còn đáp ứng cái điều đó nữa, làm cho tôi cảm thấy rất là buồn. Dạ vâng, xin cảm ơn bà Trần Thị Giao Phương. Vừa rồi thì thông qua cái phần trao đổi của bà Phương đó thì có một cái chi tiết khá là đáng chú ý, đó là về cái thực trạng ngày nay chúng ta thấy rằng là có một cái trào lưu xây chùa rất là lớn ở Việt Nam, và có vẻ như là cứ chùa sau xây thì lại lớn hơn chùa trước, tức là bây giờ cái ngôn ngữ là hoành tráng hơn chùa trước, và cái việc xây chùa nó còn kéo theo cái việc đó là tàn phá tự nhiên. Chúng ta thấy rằng là phá rừng bạt núi để xây chùa, và sau chính những cái ngôi chùa đấy lại trở thành cái nơi để mà các cái tín đồ, những cái Phật tử đến để cầu an, để giải nghiệp. Vậy thì với cái sự góp mặt của thầy Thích Không Tánh là một tu sĩ Phật giáo, thì không biết là thầy có thể cho biết là
chứng kiến cái tình trạng ngày nay của Phật giáo ở Việt Nam với những cái vấn đề như chúng ta vừa nhắc đến, như là trào lưu xây chùa rất là lớn, kéo theo cái việc đó là phá rừng bạt núi, tốn rất nhiều tiền của, và sau đó là thu hút Phật tử đến. Và có rất là nhiều các cái thông tin đã được người dân truyền tai nhau, như cái việc đó là các cái chùa bây giờ là kiếm được rất là nhiều tiền, hay là các cái vị sư sãi bây giờ là thậm chí là có cái tầm ảnh hưởng rất là lớn. Thế thì không biết là với cái tư cách là một tu sĩ Phật giáo, thì trước những cái thông tin như vậy, trước những cái làn sóng, những cái trào lưu liên quan đến Phật giáo như vậy, thì không biết là thầy có cái nhận định và cái cảm nhận như thế nào ạ? Dạ, thưa kính thưa quý đài, kính thưa hai vị cùng diễn giả hôm nay tham dự thì cái việc mà xây chùa đó, cái tình trạng xây chùa đó là rất nhiều, và cũng như do cái việc xây chùa này mà nó ảnh hưởng đến cái tàn phá đến cái vấn đề thiên nhiên đó, môi trường đó, thì và chẳng hạn nhiều chùa thì tạo để mà quyên góp tiền rất nhiều, và cái tầm ảnh hưởng của chùa rất lớn. Thì xin nói vắn tắt á, cái việc á, mà xây chùa hay là không xây chùa, hay là hay chùa nọ bị giải tỏa hay chùa kia bị đập phá đi, dẹp bỏ đi, thì tất cả cái vấn đề đó nó đều nằm trong tay của đảng và nhà nước, chứ nó không phải là thuộc cái quyền của các nhà sư hay là của quần chúng Phật tử nói chung. Giống như hồi xưa trước 1975, bởi vì ngày xưa thì chúng tôi biết cái hệ thống Phật giáo là nó được xây dựng là từ dưới lên trên, cũng như cái thì cái nền tảng nó vẫn là quần chúng và đồng bào, và từ quần chúng, từ làng xã thôn ấp, rồi nó lên tới quận huyện tỉnh, rồi từ tỉnh nó mới bầu lên tới cái hệ thống trung ương, và cái hệ thống lãnh đạo trung ương đó, nó mới tùy theo tất cả những cái tâm nguyện của quần chúng, của người dân ở dưới, mà rồi giáo hội mới thừa hành những cái thi hành những cái công việc đó. Nó có tính cách gọi là hết sức dân chủ, thành thử cho nên còn ở đây cái hệ thống đây bây giờ, thí dụ như bây giờ làm chùa hay không, hay là đi tu hay không, hay xuất gia, hay là trở thành một nhà sư hay như thế nào đó, và được quyền mà tổ chức để mà thu hút tiền bạc hay là phát triển cái tầm ảnh hưởng của mình, thì nó không 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 do nơi nhà sư, nó không do nơi cái quần chúng Phật tử nữa, bởi vì cái này nó cũng xây dựng một cái hệ thống, như là cũng như cái hình mà gọi là cái tháp mà tháp ngửa vậy đó, tất nhiên là từ trên người ta tổ chức, người ta cơ cấu một cái hội đồng lãnh đạo ở trên, rồi người ta đặt sắp đặt xuống nơi dưới, và tất cả ở dưới cuối cùng là cái người quần chúng Phật tử đó, chỉ có nghe và biết thôi, và cứ thấy chùa là đi lễ thôi, còn nhà sư hay là các cả cái kinh điển hay là giáo lý được sản xuất hay là xuất bản, tất cả đều là do bên cái sự gọi là chỉ định và sắp xếp của đứng về phía của đảng và nhà nước. Bởi vì theo cái xã hội chủ nghĩa nó hay là cái chế độ của những nước xã hội chủ nghĩa hay những nước cộng sản, hình như nó đều như vậy, thành thử cho nên chúng ta cũng không có ngạc nhiên gì. Thì ở đây xin thưa là cái việc nói rằng phong trào xây chùa, cái đó không phải là phong trào xây chùa đâu, quần chúng như các ông sư có quyền gì đâu mà xây, là do ở đảng và nhà nước người ta thấy người ta cần, người ta đồng ý, thì người ta phá cả hàng mấy hòn núi, hàng trăm mẫu rừng như vậy, là do những cái nhà đầu tư hay là những cái người gọi là họ có những cái tổ hợp đồng hay là họ đầu tư vô, và để họ chuẩn bị làm một cái ngôi chùa, chẳng hạn như đầu tiên mà họ làm chùa Bái Đính là bao nhiêu cái công trình đầu tư, rồi giữa nhà nước với giữa những cái nhà đầu tư, rồi thì chùa Ba Vàng bây giờ đó, còn ở chùa Tam Chúc đó thì nó rộng hàng mấy trăm mẫu luôn, ở rừng núi, rồi chùa Ba Vàng, thì ở đây tôi xin thưa thì chùa Ba Vàng nó chỉ có cái là theo như bây giờ thì người ta nói chùa Ba Vàng là cái chùa lớn nhất Việt Nam, còn chùa Bái Đính là cái chùa lớn nhất Đông Nam Á, và cái chùa Tam Chúc là cái chùa lớn nhất toàn thế giới.
Cho nên vừa rồi cái hội nghị Phật giáo thế giới đó thì mấy ông nhà nước này phối hợp với cái Phật giáo Việt Nam để mà tổ chức mời mời nhiều nước trên thế giới về dự hội nghị ở ở chùa 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 Tam Chúc nha. Đó thì xin thưa, thì bây giờ để rút ngắn gọn lại thì cái vấn đề đã xây chùa thì như vậy để mấy vị biết rồi. Còn đương nhiên là cái việc mà xây cốc á, thì phá rừng phá núi phá đồ thì tất cả chúng ta khi mà khai khẩn hay là cái gì thì đương nhiên là nó phải có cái sự gọi là tàn phá rồi phải, gọi là đương nhiên là phải có cái sự phá rừng phá núi rồi thì mới mới có thể xây được những cái cơ sở to lớn đó. Rồi còn cái vấn đề cầu an giải hạn được thì đương nhiên là hồi xưa giờ cái truyền thống của Phật giáo thì nó cũng có cái sự cầu an ha, và cũng có cầu an cầu siêu cũng có cầu nguyện rồi, tôn giáo nào cũng có hết á, chứ không phải riêng cái Phật giáo mới mới có cái cầu an cầu siêu đâu. Đó thì thành thử nhưng mà đôi khi có những cái mà người ta bị bây giờ những cái việc làm đó nó nói như như trường hợp như cô Phương hồi nãy đó, nó cũng có cái sự gọi là biến 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 tướng đó, dù người ta cũng có lợi dụng trong cái vấn đề đó và cộng vào khi khi mà anh trở thành anh được ưu đãi và anh được bởi vì Phật giáo là gì, để tôi xin thưa, Phật giáo hiện tại đã được nhà nước sử dụng như một cái công cụ hay như một cái cánh tay nối dài của đảng và nhà nước, để đảng và nhà nước thông qua cái cơ cấu của những cái nhà sư quốc danh này, những cái ngôi chùa quốc danh này để mà quyền nắm quần chúng. Thành thử cho nên đương nhiên giữa nhà nước á phải ôm Phật, cần Phật giáo và đương nhiên là cũng tạo những cái điều kiện như vậy đó, rồi Phật giáo là cũng dựa vào đảng để mà gọi là làm này làm nọ các thứ, thì từ thế đó quần chúng người ta cảm thấy người ta ta cũng rất là buồn, rất là phiền não, thành ra cho nên những cái sự mà cái sự chỉ trích và phê bình đương nhiên là nó rất là nặng nề và nó rất gọi là người ta chiếu cố với cái tình hình Phật giáo hiện tại rất nhiều. À, cũng do cái vấn đề đó. Dạ vâng, thì vừa rồi thầy Thích Không Tánh có đưa ra một cái thông tin khá là thú vị, đó là thầy cho rằng là Phật giáo Việt Nam bây giờ giống như là đang trở thành một cái công cụ mà thông qua đó đã nhà nước sử dụng để quản lý dân chúng. Thì vừa rồi chúng ta thấy rằng là cách đây một khoảng thời gian không lâu thì có một cái vụ việc gây ra cái sự chú ý rất là lớn ở Việt Nam, đó chính là cái vụ việc liên quan đến Tịnh Thất Bồng Lai, mà có rất là nhiều các cái cáo buộc khác nhau liên quan đến cơ sở tu tại gia này. Tuy nhiên thì sau cùng đó thì họ lại bị xử tội, đó là lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Và có mặt với chúng ta ngày hôm nay thì có luật sư Đào Kim Lân, là một người trực tiếp tham gia phiên tòa xét xử sơ thẩm. Thì thưa luật sư, một trong những cái thông tin được rất là nhiều người quan tâm đó là Tịnh Thất Bồng Lai có phải là một cơ sở Phật giáo hay không, và một trong những cái cáo buộc mà họ phải nhận đó là lợi dụng Phật giáo để trục lợi. Thế thì không biết là luật sư có thể cho biết là thì khi mà nghiên cứu cũng như là tham gia bào chữa cũng như là tìm hiểu cái vụ việc này, thì luật sư có thể cho biết thêm là cái những cái vấn đề liên quan đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở trong cái vụ việc này nó là như thế nào, thưa luật sư? Xin chào bài EFA. Chào Nguyễn Sơn, chào thầy Thích Hồng Tánh đúng không? Và chào cô Giao Phương. Thì trước hết á, thì chúng tôi cũng xin giới thiệu là tôi là một trong năm luật sư tham gia bào chữa cho các thành viên của Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ. Tức là cái tên của họ bây giờ đặt là như vậy. Người trước đây có tên là Tịnh Thất Bồng Lai. Khi mà bước vào vụ án á, chúng tôi cũng nghĩ rằng là có cái màu sắc tôn giáo, rồi có rất nhiều cái màu sắc khác qua cái thông tin từ báo chí, rồi từ các cơ quan chức năng, cũng như những cái lời đồn thổi trên cái mạng xã hội đó. Nhưng mà sau khi mà tham gia rồi và cho đến ngày hôm nay, phiên tòa đã sơ thẩm để xét xử, tôi đang tiếp tục đi vào cái phiên phúc thẩm đó. Và chúng tôi tiếp cận toàn bộ những hồ sơ đó, kể cả các tài liệu chứng cứ do các luật sư điều tra thu thập riêng và các nguồn tin khác. Thì chúng tôi có thể xác định như thế này. Thật ra những người trong Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ hay còn gọi là Tịnh Thất Bồng Lai, họ chỉ bị cáo buộc duy nhất một tội danh, đó là quy định tại điều 331 Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, và nội dung của nó đó là lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm
quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân. Hay nói trắng ra như thế này, đây là cái tội mà ví dụ như ngay chúng ta lên mạng như thế này, chúng ta lên trên báo đài, chúng ta lên cái kênh YouTube riêng, trang Facebook hoặc là một cái nói chung bài viết bài văn gì đó, chúng ta có một ý kiến nào đó được cho là xâm hại lợi ích của một bất cứ một cá nhân tổ chức nào đó thì chúng ta bị xử lý. Nó luôn ra là như vậy. Có điều thế nào là xâm hại hay là sao là xâm hại hoặc ai xâm hại ai thì chúng tôi cũng không có khái niệm rõ lắm, và đó là điều luật mà các luật sư cũng đang cho rằng là nó còn nhiều vấn đề, là nó chưa có cụ thể, vì nó không có một cái ranh giới. Ví dụ như là làm nhục người khác thì chúng ta biết làm nhục tức là nói xấu, nói đến một vấn đề gì đó mà người ta không có, bị đặt câu chuyện ở đó là hiểu. Hoặc vu khống, tố giác người nào đó không có tội mà mình gán ghép hỏi tội là vu khống thì chúng tôi hiểu. Nhưng mà xâm phạm lợi ích thì chúng tôi không hiểu được, vì có thể là một cái lời từ rất là nhẹ, giống như trong cái vụ án tỉnh Đồng Nai này thì ông Hoàng Nguyên chỉ một từ rất đơn giản thôi, là nói là sư phụ của tôi nói cái ông Nhật Từ ngu như bò. Đây là ông Hoàng Nguyên nhắc lại cái lời của ông Lê Tường Vân nói về ông Trần Ngọc Thảo. Và tất nhiên là giữa hai bên có những cái mâu thuẫn gì đó, chúng tôi không tiện nói đây, nhưng mà đại khái là trước đó họ có mâu thuẫn. Thì ông Vân có từng có lúc là ngồi nói chuyện thì nói về ông Thảo. Và ông Hoàng Nguyên là nhắc lại như thế thôi. Và đó cũng là một trong những cái vấn đề mà góp phần đưa đến 23 năm 6 tháng tù cho 6 thành viên trong tỉnh Đồng Nai. Và con số năm tù có thể tăng thêm nếu như bà Lê Thu Vân, một người bị ung thư tới đây, vẫn không được đình chỉ điều tra theo quy định. Đó là nói chung về cái nội dung vụ án là như vậy. Còn về tôn giáo á, thì chúng tôi nghĩ như thế này. Thứ nhất, chúng tôi xác định lại, sau khi tham gia vụ án, chúng tôi nghiên cứu tất cả một số cái quy định về pháp luật liên quan đến tín ngưỡng và tôn giáo. Thì chúng tôi đã khẳng định như thế này. Hiện nay, những cái lời đồn thổi của những người được cho là Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An và cá nhân ông Trần Ngọc Thảo thì đang, tôi dùng từ là có thể là gán ghép hay là áp đặt những người trong thiền am bên bờ vũ trụ. Hay có thể nói thế này, họ là nạn nhân của Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An. Và ông xin khẳng định là như thế này. Có lẽ rất là nhiều người bị lầm, và chắc đây có Phật tử là cô Phương đúng không? Rồi thầy Thích Không Tính là những người coi như là theo cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam đại khái như vậy đó. Thì theo tôi nghiên cứu á, hình như là một số người cũng bị nhầm lẫn cái này. Có nghĩa là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất hay là Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay là một tổ chức tôn giáo thờ đạo Phật và có số lượng tín đồ đông nhất trong Việt Nam. Tuy nhiên, ngoài cái tổ chức này thì còn 16 tổ chức tôn giáo khác được nhà nước thừa nhận, mà trong đó có một số tổ chức vẫn thờ Đức Phật. Tôi nhắc lại là thờ Đức Phật, nhưng không phải là Giáo hội Phật giáo Việt Nam hoặc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Ví dụ như là Phật giáo Hòa Hảo. Chúng ta nghe chữ Phật giáo đúng không? Nhưng mà Phật giáo Hòa Hảo là một cái tổ chức tôn giáo riêng. Rồi Đạo Cao Đài cũng là một tổ chức tôn giáo, họ cũng thờ Đức Phật. Ngoài ra còn một số cái tổ chức tôn giáo gọi là thời xa xưa tổ tiên chúng ta đó, mà nhất là đặc biệt là cái vùng miền Tây Nam Bộ hiện nay đó. Đó là đầu tiên là Bửu Sư Kỳ Hương, rồi Tứ Ân Hiếu Nghĩa, rồi Minh Sư Đạo và Tịnh Độ Cư Sĩ và một số cái tôn giáo khác. Như Tịnh Độ Cư Sĩ là một trong tổ chức tôn giáo mà ông Võ Hoàng Yên đó, là ông Lương Y Võ Hoàng Yên vừa rồi lùng xùm với vụ bà Nguyễn Phương Hằng đó, thì ông đó cũng là coi như mình thân thiết như một nhà tu thờ đạo Phật nhưng mà trong tổ chức Tịnh Độ Cư Sĩ. Đó thì vấn đề mà lấn cấn trong vấn đề mà gọi là Phật giáo đây á, thì hình như ông Trần Ngọc Thảo cũng như Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An họ nhầm lẫn rằng là cứ cạo đầu, cứ đi tu, cứ thờ Phật thì phải là tín đồ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, và ai không theo thì họ gán như cái tội là giả sư giả chùa. Đó là thứ nhất là cái nhầm lẫn. Nhưng thật ra chúng tôi ban đầu cũng nhầm lẫn, chỉ có vào vụ án này chúng tôi nghiên cứu những quy định pháp luật rồi xem tất cả những cái tài liệu đó mới biết rằng là như vậy. Chỉ có điều là Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì họ đông tín đồ, nhưng đông thì không nghĩa là họ độc quyền ông Phật. Và một trong cái vấn đề mà được cho là xâm phạm lợi ích á, thì thật ra là không phải là xâm phạm tổ chức nào cả,
đúng ra là gọi là xâm phạm Đức Phật, vì ông Lê Tùng Vân cũng như người Thiền Am có một số cái coi như là những cái chúng ta dùng là nó không phải là phim mà nó là tiểu phẩm, tức là tác phẩm mà hư cấu đó, vở kịch hay là một đoạn video ngắn mà gọi là tổng phim đó, có hình ảnh Đức Phật và có những lời mà ông Lê Tùng Vân nói về vấn đề đó. Đó là một cái vấn đề thứ nhất. Về nội dung, tôi xác định là nội dung nó cũng không sai gì cả, nhưng mà họ gán ghép và chính ông Trào Thảo cho rằng là gắn vào miệng Đức Phật hay là xuyên tạc Đức Phật gì đó qua cái câu ví dụ như là ông Lê Tùng Vân có nói là đạo pháp á, thì khuyên người ta đừng làm ác, nhưng người ta làm ác thì không có cái gì để mà coi như trừng phạt. Ý ông Vân đó luôn là như vậy. Còn luật pháp thì khuyên người ta đừng làm ác, nhưng nếu người ta làm ác thì người ta bị đại khái là bị xử lý, bị trừng trị. Tức là ông muốn so sánh giữa cái đạo pháp và luật pháp. Và sau đó ông có một câu nói như thế này: bỏ đạo pháp vào một bên, bỏ luật pháp vào một bên, cái nào mà có đại khái là có trọng lượng, có tính bắt buộc thì chúng ta noi theo. Và sau đó ông kết thúc là cái ý muốn nói tất cả phải tôn trọng luật pháp. Đó là cách diễn giải của ông Lê Tùng Vân. Nhưng mà đáng tiếc là ông Trần Thảo lại cắt ra cái đoạn là đạo pháp không khuyên người ta làm ác, mà khuyên người ta là có làm ác thì không có gì để trừng phạt. Đó là một câu đúng, một vế đúng, nhưng mà là một vế của một cái đoạn văn. Nhưng ông ấy cắt ra, ông ấy cho rằng là xuyên tạc giáo lý nhà Phật. Mà cho đến hôm nay chúng tôi những nghiên cứu câu đó, tôi cũng chẳng hiểu là cái đó là nghiên cứu cái gì. Và giáo lý nhà Phật có phải không, chắc lát nhờ thầy Thích Trung Tấn hỗ trợ giùm hay là cô Phương. Vì rõ ràng là đúng, đạo Phật luôn luôn là khuyên chúng ta đừng làm ác. Và chúng ta ai mà có biết về cái những người trong Phật giáo đó thì hình như là chúng ta cho rằng Phật giáo họ hiền hơn, họ ôn hòa hơn những cái tôn giáo khác. Bởi vì ta khuyên người ta là cứ ai làm có làm ác, đánh bên đây thì Đức Phật dạy đưa bên kia đánh tiếp, ví dụ là như vậy. Thì mình còn cảm thấy cho rằng là ủa sao Phật hiền quá. Thì cái lời ông Vân nói đúng, tức là khuyên nhưng mà chúng ta không giữ thì cũng không xử lý gì. Nhưng mà tôi nói muốn nói về cái những cái gì mà chúng ta biết về Phật pháp thôi. Còn thật ra cái ý ông Vân muốn nói là một vế để so sánh với luật pháp, là luật pháp cũng khuyên người ta như vậy, nhưng anh làm sai anh bị chế tài, là đúng hoàn toàn. Để rồi ông kết luận rằng là hai cái đó bỏ một bên, bỏ qua một bên, đây là bỏ lên bàn cân. Nhưng ông Nhà Ngọc Thảo cho rằng là bỏ qua một bên, coi là không tôn trọng luật pháp, không tôn trọng đạo pháp. Và ông còn diễn dịch bằng đạo pháp thì được dịch bằng đạo Phật, để mà gắn vô Đức Phật đó. Đấy thì ý cũng nói như thế. Và rất tiếc là các cơ quan giám định họ cũng giám định đúng như cái nội dung của ông Đào Thảo, và cho rằng là ông Lê Tùng Vân xúc phạm Đức Phật. Đó là tại sao cái người đó bị khởi tố về cái đường một là như vậy. Tức là lên mạng nói điều gì đó không đúng. Cái thứ hai thì tôi nói là vấn đề mà coi như là nạn nhân của cái Phật giáo tỉnh Long An là như thế. Vì ông Trần Thảo và giáo hội Phật giáo tỉnh Long An có cái đơn tố cáo, và không phải chỉ có một cái nội dung này, họ tố cáo rất nhiều, giống như chúng ta đang nghe tin mạng xã hội đó, nào là giả sư giả chùa mồ côi lừa đảo rồi trục lợi cả các loạn luân gì đó vân vân. Nhưng thực chất đó mục đích dùng hạ nhục và hạ uy tín của họ, bởi vì họ có uy tín trên mạng xã hội. Thật ra là do cái hào quang của các chú tiểu, tức là khi họ được thành công thì có những fan hâm mộ của họ, người ta yêu mến cái chương trình nghệ thuật của họ. Còn cái video đó là tôn giáo gì đối với họ chẳng qua là cái trang phục thôi. Còn thật sự thì theo tôi biết á, thì ông Lê Tùng Vân là một trong những người Nam Bộ xa xưa, và ông theo cái tư tưởng Vũ Sư Kỳ Hương. Cái tư tưởng Vũ Sư Kỳ Hương này là tư tưởng của những người Nam Bộ ngày xưa, họ thờ trời và Phật. Từ tư tưởng đó thì Phật Thầy Tây An mới sáng lập ra cái đạo Vũ Sư Kỳ Hương. Rồi sau đó tới cái sư Phạm Văn Khoai thì lại thiết lập ra cái đạo ông Phạm Văn Khoai. Rồi nối tiếp sau này là một số tứ ân hiếu nghĩa, và đến mà cái đỉnh điểm á là Phật Giáo Hòa Hảo. Thì Phật Giáo Hòa Hảo cũng là một tổ chức tôn giáo kế thừa tư tưởng. Tôi nhắc lại là cái tư tưởng chứ không phải là cái đạo, cái tổ chức đó, mà là cái tư tưởng đó. Và tư tưởng đó là tôn thờ trời Phật, tổ tiên, gia đình và đi giúp người. Thì có lẽ trong cái tư tưởng đó thì Phật Giáo Hòa Hảo là một tổ chức thành công nhất sau cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam thôi. Vì họ có lượng tín đồ đông, phủ khắp các tỉnh thành, và họ có cả lực lượng quân đội riêng. Ở đây tôi muốn nói về cái lịch sử là như vậy. Và hay ta hay dùng cái từ là tu tại gia, giống như tôi không biết là
Sơn, anh Sơn rồi cô Phương là Phật tử, tôi không dám nói. Nhưng bản thân tôi cũng là một người thờ Phật, gia đình tôi cũng là thờ Phật. Nhưng mà thờ Phật thôi, chúng tôi không chúng tôi cũng không theo tổ chức tôn giáo nào cả. Đấy, nhưng mà vấn đề là hình như ông Trọng Thảo bị ngộ nhận hay là cố tình ngộ nhận để cho rằng nếu như mình thờ Đức Phật thì phải thuộc về Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tất nhiên là phải quy phục ông Trọng Thảo. Và chính vì cái việc mà ông Trọng Thảo chiêu dụ những người trong thiền am bên một vũ trụ, theo ông, thứ nhất là mang cái tài sản quý giá nhất của họ, đó là 50 triệu phục vụ cho những cái chương trình văn nghệ của ông chẳng hạn. Ông có những chương trình mà thu hút Phật tử đó, thì 50 triệu chúng ta biết là một trong những cái ta gọi là nghệ sĩ nhí sáng giá nhất, thì có lẽ ông muốn điều đó. Và ông yêu cầu là hiến đất cho giáo hội để mà coi như là để được tự do hoạt động. Và đất thì tài sản riêng của bà Cúc thì liên quan gì tới giáo hội đấy. Tôi nghĩ là cái điều đó là vô lý. Và chính vì không có thực hiện hai điều đó, tức là mang hai tài sản quý giá nhất, đó là đất của họ và những chú tiểu quy phục cho ông, thì bắt đầu ông quay trở lại nói xấu những người trong đây. Và ông cố tình ông vu khống để hãm hại, tôi dùng từ thẳng luôn là hãm hại, bởi vì những từ của ông không thể nào nghe được. Tôi xin lỗi cho quý vị, đây là có những người trong tôi thời kia chúng mình đạo Phật đấy ha, tức là những người mình thờ Phật, mà Đức Phật thì bao dung từ bi, chúng ta không nói rồi. Và Đức Phật không bao giờ, như cũng thầy Văn nói, khuyên người ta được làm ác, mặc dù là không có gì chừng trị, nhưng người ta cũng nói là về cái nghiệp, về cái quả gì đó. Và hầu như những ai thờ Phật thì không bao giờ làm điều xấu. Nhưng đặc biệt ông Trần Ngọc Thảo này lại vu khống những người trong đó bằng những ngôn từ không thể nào mà nói được. Mà trước đây thì chính ông là người lại binh vực và hầu như là bao che những người này, giúp đỡ những người này, chúng tôi cũng coi là như vậy. Khi họ có lợi cho ông, nhưng đến khi họ không đồng ý vấn đề đó, thì ông lại quay mặt trở lại. Chứ tôi không bàn về vấn đề mà thí dụ ông dùng những cái từ gì đó, hay là những cái sự kiện của ông, cái tính tình của ông, tôi không nói. Nhưng rõ ràng trước đây ông lại khen người ta, rồi sau này thì ông lại trách người ta. Thì tôi thấy là như vậy, thì đối với một người tu hành mà lấy cái giáo lý của Phật, chúng tôi không đành lắm, nhưng chắc chắn là Phật không quy điều đó. Cái trung thực và cái hiếu trợ hiếu nghĩa là cái đầu tiên. Nhưng rõ ràng là như thế, chúng tôi là thấy không có đánh giá cao về ông Đạo Thảo. Và hiện nay chúng tôi đang có đơn tố cáo Đạo Thảo, bởi vì ngoài cái việc coi như là gán ghép tôn giáo, chính vì gán ghép tôn giáo đó gây cho một số Phật tử, những tín đồ của ông Thảo hoặc những người đạo Phật hiểu lầm về tỉnh Thất Bồng Lai, hiểu lầm cả các luật sư, bởi vì những tín đồ của ông đe dọa hành hung cả các luật sư vì cho rằng tôi xúc phạm đến cái vị thế tôn của họ. Và thậm chí ở ngay cái phiên tòa sơ thẩm, một luật sư tức là đồng nghiệp chúng tôi đó, mà là người bảo vệ cho ông Trần Ngọc Thảo, đã có một câu tôi nghĩ là có lẽ là gây cái mâu thuẫn tôn giáo rất là nặng. Vì họ có thể nói là nếu như mà nói ông Thích Tự cũng như bò, thì người ta nói Thiên Chúa cũng như bò có được không, hay là ngu hơn bò được không? Thì tôi nghĩ là cái sự so sánh rất là ấu trĩ. Thứ nhất, nếu như tôi xúc phạm Đức Phật, tôi nói ví dụ vậy thôi, thì cái người mà bắt đầu tôi đó thì dùng cái tôn giáo ví dụ như Thánh A-la hay là Thiên Chúa hay là Đức Chúa đó để so sánh Đức Phật thì chúng ta còn có thể chấp nhận được, mặc dù về nguyên tắc là sai, vì chắc chắn xúc phạm tới chính tôn giáo là không đúng, và những bậc thế tôn cũng là không đúng. Nhưng tôi nói ví dụ như nếu như những so sánh những bậc coi như là những cái đấng tối cao với nhau á, thì mới có cách so sánh đó. Đằng này luật sư của ông xem ông Trần Ngọc Thảo là đấng thế tôn, ông ngang hàng với Đức Phật Thích Ca đấy, và ông ngang hàng Thiên Chúa hay kể cả Thánh Đa La hay là cái gì đó, thì theo tôi nghĩ cái điều đó là cái sai lầm rất nghiêm trọng. Và sai lầm đó tôi không trách những người đó, vì họ là Phật tử mà, họ theo ông, họ tin ông. Quan trọng là cá nhân ông Trần Ngọc Thảo có nói tín đồ mình như thế là sai hay không. Ví dụ tôi xin lỗi như cô Phương đây là Phật tử của thầy Tính, ví dụ cô Phương nói cái gì về Phật không đúng thì thầy Tánh phải là người giác cố, chứ còn thầy làm thinh thì có nghĩa là à cô Phương nói đúng. Tôi xin lỗi, tôi nói ví dụ như thôi nha. Thì tôi nghĩ là khi tôi là đệ tử của ai đó mà tôi nói điều sai trái, có thể tôi không nhận ra vì cái kiến thức tôi nó thấp, hoặc là tôi chưa có như cảm hóa được cái chuyện đó. Nhưng cái người mà tôi tôn thờ, cái người như ông Trọng Thảo từng đến mà tôi tuyên dương cổ xí như người này, ví dụ như ông Trần Quốc Vũ, ông Nguyễn Xuyên trên trang của ông, và ông giống như người ta dùng trong cái từ mà nhà nước gọi là tuyên dương cá nhân thành tích vậy đó. Và những người này có lúc mà nói là sẵn sàng hy sinh chết vì cái việc mà cái gì đó, cái bằng là bảo vệ đến Thế Tôn, họ dùng những từ như vậy. Mà nếu lúc đó thì ông Thảo nghe được, ông Thảo phải là người la chứ. Chúng tôi không trách những người đó. Nhưng bản thân ông Thảo khi người ta lợi dụng hoặc là người ta dùng cái danh hiệu của ông, thì ông phải nói là không đúng. Quý vị đặt tôi như thế là sai. Và tôi nói rằng là sai.
vì ông Thảo không có tư cách nào so sánh với các Đức Thế Tôn, kể cả các bậc thượng tọa hay là những vị đại đức của Việt Nam thôi. Thì ông như là một chiếc sắt bình thường, có thể ông Sơn hơn một số người nào đó, nhưng tất nhiên là ví dụ như những vị cao tăng hơn thì ông phải thua chứ. Còn so sánh ông với Đức Phật không phải là việc sỉ nhục các Phật tử và sỉ nhục cả những người theo đạo Phật có những tổ chức tôn giáo khác. Nhưng mà rất tiếc là ông Thảo không có ý kiến gì, chúng tôi chỉ nêu ra đấy thôi. Còn việc xử lý không là việc của chính quyền. Ví dụ như nó từ ngu như bò thì bị xử phạt 2-3 năm, 6 tháng tù. Còn người ta ví Thiên Chúa hay là người ta ví ông Thảo như Chúa chứ, thì chính quyền coi là đúng hay là tòa án coi đúng thì người ta không xử thế thôi. Chứ tôi không phải là con tòa, chúng tôi không có xử lý được. Thì cũng muốn nói cho quý vị khán giả cũng như mọi người rõ về vấn đề vậy. Chứ không phải là xung đột Phật giáo hay là tôn giáo giữa tỉnh Hồng Lai và giáo hội Phật giáo Việt Nam, mà họ là những người thờ Phật và họ không thuộc tổ chức đó và họ không đồng ý theo. Còn theo hay không là quyền của ông Vân thôi. Và ông Vân đã nói trước tòa là không thích thì không theo. Đấy thì sơ về vụ án là như vậy thôi. Dạ vâng, xin cảm ơn luật sư Đào Kim Luân rất là nhiều đã chỉ ra một cái vấn đề mà tôi tin rằng đông đảo dư luận Việt Nam vẫn còn đang thắc mắc. Thì xin được hỏi thầy Thích Không Tánh, đó là luật sư Đào Kim Luân vừa mới chỉ ra một cái vấn đề, đó là gì? Những người của Thiền Nam bên bờ vũ trụ đấy ạ, tên cũ là Tịnh Thất Bồng Lai, họ là những người thờ Phật tại gia, bây giờ là bị vào rơi vào cái vòng lao lý, đang có cái nguy cơ phải ở tù dài hạn. Thế thì một trong những cái vấn đề mà dư luận được nghe rất là nhiều, đó là gì? Họ thờ Phật nhưng họ lại không chịu vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thì cái cách tuyên truyền như thế khiến cho dư luận nghĩ rằng là cứ có cơ sở tu tại gia thì phải vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam hay chăng? Và nếu không vào thì có nguy cơ là bị đi tù như thế hay không? Dạ, xin được hỏi thầy Thích Không Tánh nữa là thế thì là một nhà tu hành thì theo thầy người ta đi tu, tu tại gia hay là thậm chí là tu ở chùa thì người ta có nhất thiết phải tham gia vào cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam này không ạ? Hay là như thế nào đó, hoặc là giáo lý của nhà Phật thì dạy như thế nào trong cái vấn đề này, thưa thầy? Bây giờ xin thưa là như thế này, như hồi nãy mà coi như luật sư đã có nói đó, thì cái nói sơ về các cái tổ chức Phật giáo ở Việt Nam, thì ở đây tôi cũng xin thưa rằng là coi như là cũng đúng như cái lời của luật sư nói, thì Phật giáo Việt Nam chúng ta rất có nhiều tôn giáo. Ngoài cái năm cái tôn giáo lớn mà chính thức ở Việt Nam á, là Phật giáo Hòa Hảo, rồi Cao Đài, rồi Công giáo, với lại Tin Lành, thì cũng riêng về Phật giáo thì nó cũng có nhiều cái ở đây tôi nói là có nhiều cái tôn giáo bản địa đó mà. Chẳng hạn như ở miền Tây, ở dưới miền Tây rất nhiều, như luật sư nói đó, là nó có cái Phật Bửu Sơn Kỳ Hương, Phật giáo Bửu Sơn Kỳ Hương, rồi Phật giáo là cũng Tứ Ân Hiếu Nghĩa, rồi Phật giáo Hòa Hảo, rồi trong mỗi cái đó nó cũng có chia ra một số các cái chi phái nữa. Thành thử cho nên ở đây tôi xin thưa rằng tất cả các cái đó đều là cái nền tôn giáo bản địa ở Việt Nam. Đó là một cái sắc thái đặc biệt của người dân ở miền Nam Việt Nam chúng ta. Thành thử cho nên mà đã là nói là tôn giáo rồi thì mỗi một cái nhóm hay là mỗi một cái khối hay mỗi một cái tổ chức giáo hội đó thì họ cũng có những cái nguyên tắc, có những cái luật lệ hay cái đạo lý. Chẳng hạn như Tứ Ân Hiếu Nghĩa thì cái chủ trương của cái cương lĩnh, cái đường hướng của Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa là chủ trương là lấy cái hiếu với cái nghĩa làm trọng thôi. Họ đặt làm nghĩa là phải hiếu để với ông bà cha mẹ tổ tiên, phải nhớ ơn đối với cái bà con đồng bào làng nước và xã hội, và cũng như là phải có một cái lòng trung thành đối với quốc gia, tổ quốc, đất nước, dân tộc đó. Người ta lấy cái hiếu, lấy cái nghĩa đó làm nền tảng, và cũng tu theo cái tinh thần của từ bi hỷ xả của Phật giáo. Rồi thì tất nhiên là, nhưng mà từ cái gốc là của Phật giáo mà nó phát sinh ra nhiều cái nền đạo. Rồi hồi đó thì có những cái tổ chức tôn giáo, họ là vì cái tình thế đất nước thì họ muốn gắn bó với đất nước, họ đấu tranh
thì họ lại nặng về cái vấn đề đấu tranh, rồi còn cái số thì nặng về cái vấn đề chỉ là tu học thôi. Thành thứ cho nên ở đây tôi xin thưa rằng mà tất cả các cái đó cũng đều là gọi chung cũng là nó thuộc về cũng thờ Đức Phật hết, cũng là thuộc đạo Phật, nhưng mà nó có nhiều cái nhánh nó như vậy. Thì bây giờ ở đây trường hợp của ông cụ Lê Thượng Vân đó, hay với mấy vị của cái tỉnh thất Bồng Lai đó, sự thật ra khi họ đặt cái tỉnh thất á, đối với Phật giáo ngày xưa nghe đến tỉnh thất là người ta ta nghĩ đó là cái nơi gọi là tỉnh là thanh tịnh trong sáng, nó thất là cũng như cái phòng mà phòng hay là một cái nhà, thì để một cái nhà để mà là tu niệm tại gia thanh tịnh. Cũng có người chẳng hạn như bên Phật giáo đầu tiên trước khi thành chùa người ta lập cái tỉnh thất, rồi từ cái tỉnh thất đó người ta tu niệm, rồi thì lâu dần thì quần chúng Phật tử họ ủng hộ nhiều á, nó trở thành ra rồi nó trở thành, nó hợp thức hóa thành, trở thành cái chùa luôn. Nhiều cái chùa chẳng hạn như chùa Ấn Quang hay là những cái chùa lớn ở Việt Nam ngày xưa nó vốn cũng chỉ là một cái am thôi, hay là một cái tỉnh thất thôi, từ đầu tiên nó đơn sơ vậy thôi, rồi sau đó quần chúng người ta mến mộ, người ta ủng hộ và người ta cúng dường vô, thì từ đó nó phát triển lên thành những ngôi chùa, rồi lâu dần nó trở thành những cái ngôi tổ đình to lớn. Thì đó thì tôi xin thưa, nhưng mà khi như vậy thì là chung thì đó là nói chung là nó như vậy. Nhưng mà ở đây bảo rằng là cái mà mấy vị này, mấy vị ông cụ Lê Thượng Vân này, mấy vị này người ta cũng đã tuyên, người ta nói hẳn người ta là ta tu tại gia. Thành thứ cho nên Phật giáo tu tại gia, nó có cái giới xuất gia và cái giới tại gia. Thì cũng như bên Phật giáo Hảo thì mấy vị đó họ có những cái câu hỏi này, là bây giờ họ bây giờ thí dụ như xã hội đó họ cần phải tu nhân tích đức rồi để góp phần, mà khi nào mà đất nước xã hội được nó an bình tốt đẹp rồi thì lúc bây giờ họ mới an tĩnh để tu hành xuất gia để mà cầu cái giải thoát. Còn bây giờ hiện tại họ chỉ làm một cái người cư sĩ thôi, để mà tu tại gia đây, tu tâm sự dưỡng tánh thôi. Thành thứ cho nên như vậy là có rất có nhiều cái hình thức để mà tu hành. Còn đó thì ở đây tôi nếu mà nói ra thì nó dài dòng lắm, thì ở đây tôi xin thưa bây giờ cái chuyện cái tu của người ta đó như vậy, nếu mà Việt Nam á mà có cái tự do tín ngưỡng, ở đây tôi xin thưa tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo và tín ngưỡng nha, mà nếu Việt Nam có tự do tôn giáo và tín ngưỡng thực sự thì cái chuyện mà các cái chi phái, các cái phái Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa hay là rồi trước đây có ông đạo Dừa nữa, rồi ông đạo Hòa Bình nữa, rồi còn bây giờ như vậy thì cái tỉnh thất Bồng Lai hay của mà mấy vị mấy cha con hay là mấy vị Phật tử cư sĩ ông Lê Tường Quang đó ông tu, thì như vậy hoàn toàn không có cái gì là sai trái hết đó. Đó là cái điều tốt đẹp, là chúng ta cũng theo cái truyền thống đó thì mình cũng khuyến khích thôi. Nhưng mà bây giờ lại chứ đâu phải rằng Phật giáo cứ phải kết vô. Tại vì khi mà nhà nước Việt Nam khi mà gọi là chiếm được cái miền Nam Việt Nam này, thì họ ép tất cả các tôn giáo phải vô trong một cái khuôn khổ. Tất nhiên là họ muốn rằng các tôn giáo phải nằm trong cái bàn tay điều khiển hết. Chẳng hạn như Phật giáo Thống Nhất nó đã có từ lâu đầu, nó đã được truyền thừa từ nếu đúng ra thì nó thành lập từ 1964, nhưng mà nó được truyền thừa từ trước cả mấy nghìn năm trước rồi. Thì thành thử cho nên là khi mà nhà nước bởi vì đối với các nước khác thì nó tự do dân chủ thì nó khác, nhưng mà Việt Nam thì người ta muốn nắm hết, nắm trọn hết, ta bắt tôn giáo phải trở thành là một cái thành viên của Mặt trận Tổ quốc này, rồi vô rồi nằm trong cái trực thuộc trong cái ban tôn giáo chính phủ này, rồi họ đặt ra những nhiều cái luật lệ ràng buộc, mà nếu anh không theo cái đó là tự nhiên cho rằng là vi phạm pháp luật rồi anh muốn kết tội gì đó kết tội. Chẳng qua thí dụ như nhà nước họ đặt ra cái đó, họ đặt ra cái đó họ trồng đến đầu người ta rồi, nếu bây giờ ai cũng chịu thì người ta kết án thôi. Thành thử cho nên ở đây chỉ tóm tắt lại cái việc mà xử án cái tỉnh thất Bồng Lai hay là thiền am bên bờ vũ trụ đó, thì tôi xin thưa là đúng vào cái mặt này thì hoàn toàn là coi như Việt Nam không có cái tự do tín ngưỡng tôn giáo, không tôn trọng nhân quyền nữa, vi phạm vấn đề tự do tôn giáo và nhân quyền, cũng như vi phạm các cái công ước của Liên Hiệp Quốc về các cái quyền của trẻ em nữa.
chẳng hạn như mấy cái chú tiểu nhỏ đó, rồi ví dụ người ta nuôi các cái cháu mồ côi rồi như vậy, rồi thì ta đào tạo lên nó là cũng là văn hóa giáo dục rồi, thì nó có một cái đức lý vậy đó, thì để phụng sự cho cái chân thiện mỹ của xã hội thì cái điều tốt đẹp thôi. Tại sao lại bây giờ bắt hành xử rồi lên án rồi kết rồi thế này thế kia rồi hành hạ rồi thế này cho các cháu rồi như vậy, rồi đòi thử gì ADN rồi nói là đủ thứ tội thứ chuyện hết. Thì như vậy rõ ràng rằng cái quyền mà gọi là xâm phạm vào cái quyền của các trẻ em á, rất là nặng nề. Ở đây tôi xin thưa, vi phạm luôn các cái công ước quốc tế về cái vấn đề tự do tôn giáo tín ngưỡng mà các cái quyền về các trẻ em nữa. Dạ vâng, cảm ơn thầy Thích Không Tánh. Thì chúng ta thấy rằng là vụ án Thiền Am bên bờ vũ trụ đấy ạ, đã khiến cho Phật giáo trở thành tâm điểm của dư luận cả nước. Thì chúng ta thấy rằng là gì? Có những người bị đi tù vì theo Phật giáo nhưng không vào một cái tổ chức nào đó. Tôi muốn hỏi bà Trần Thị Giao Phương là một Phật tử, thì bà thấy thế nào khi mà tôn giáo mà mình theo đúng không? Giờ đây lại trở thành tạm gọi là cái công cụ để đẩy người khác vào tù như vậy. Thì là một Phật tử thì khi mà bà chứng kiến những cái sự việc như vậy thì không biết là bà cảm thấy thế nào? Trong khoảng vài năm, khoảng có một chục năm đổ lại đây ấy, thì mình bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về cái tự do tôn giáo cũng giống như là nhân quyền. Thì một cái điều rất là bất ngờ mà tôi tìm hiểu được là Việt Nam đã tham gia 7 trên 9 công ước nhân quyền của thế giới. Nhưng mà ở Việt Nam thì tôi không cảm nhận được là nơi đây có tự do tôn giáo. Giống như là bạn đi tu tại gia hay là gì đó mà bạn không vào Phật giáo, giáo hội Phật giáo, là coi như là bạn vi phạm pháp luật rồi đó, là người ta có thể tống bạn vào tù chỉ vì chướng mắt thôi. Tại vì qua những cái gì mà luật sư Lân cho biết ấy, thì tôi cũng sáng tỏ ra rất là nhiều vấn đề. Và tôi cảm thấy là trời ơi, trước đây thì tôi cũng chỉ nghĩ là Thiền Am bên bờ vũ trụ họ bị truy tố về một cái tội trong cái điều 331 nó rất là mơ hồ, và cái mức án 23 năm 6 tháng tù giam cho tập thể những con người Thiền Am là nó quá oan nghiệt đi, nó quá nghiệt ngã đi. Nhưng mà khi mà trong cái buổi hội luận hôm nay được luật sư cho biết thêm nữa, thì tôi cũng rất bức xúc. Và với cái tư cách là một người Phật tử, khi mà thấy mà giáo là trở thành, giống như thầy Công Tánh nói, đã trở thành một cái cánh tay nối dài của nhà cầm quyền ấy, thì tôi rất là đau lòng. Và tôi có một cái phản ứng là tại vì trước đây ấy, thì tôi chưa hiểu rõ, nhưng mà tôi cũng đã có những cái phản ứng lại. Ví dụ như nhà tôi thì khá là gần chùa Vĩnh Nghiêm, nhưng mà hơn 20 năm nay tôi không bao giờ đặt chân vào ngôi chùa này cả, tại vì tôi không thấy ở những cái vị tu ở đây, ở trong cái ngôi chùa đó có cái tứ đại uy nghi đúng như là trong cái kinh văn miêu tả về một cái vị chân tu, thì tôi cảm thấy tôi không muốn qua lại bên đó. Và hầu như là những cái ngôi chùa của cái những cái vị như là của những cái người như là ông Trần Ngọc Thảo, tức là Thích Nhật Từ ấy, là tôi không bao giờ đi vào. Hay là kể cả lúc mà tôi đi ra ngoài Ninh Bình, tôi cũng không bao giờ mà ghé những cái chùa, tại vì tôi cảm thấy nó không phải là cái Phật giáo mà tôi muốn hướng tới, một cái Phật giáo mà nó đem lại cái sự bình yên trong tâm hồn của tôi. Và thật ra thì cái trong đạo Phật thì có một cái câu là y pháp bất y nhân, tức là mình chỉ sống theo cái triết lý của cái tôn giáo của mình thôi. Còn cái con người đó, nếu như họ là một vị chân tu, họ là một vị hiền tăng, thì mình kính nể và mình theo cái sự hướng dẫn của họ. Nhưng mà một ngày nào đó mình thấy họ xa rời cái triết lý, họ không còn là một người mà mình cảm thấy là đáng kính trọng nữa, thì mình cũng xa lánh họ thôi. Đó. Thì tôi nghĩ rằng mình theo cái câu giống như ban đầu tôi nói, đó là duy tệ thì nghiệp. Thì tôi cố gắng tôi đọc nhiều kinh văn, nhiều sách để tự hướng dẫn cho mình, để tự hiểu thêm. Và tôi không muốn cái tư tưởng của mình bị thao túng bởi những cái người mà ma tăng, tôi xin lỗi phải dùng từ như vậy, tại vì họ không hướng người ta đến một cái tốt đẹp, cái trí tuệ làm cho con người ta tốt đẹp hơn lên. Ví dụ như tôi là không bao giờ nghe những cái bài giảng của ông Thích Chân Quang hay là ông Thích Trực Tự, ông Thích Trúc Thái Minh, không bao giờ. Tôi không muốn tiếp xúc với cái đạo Phật kiểu đó không phải là cái đạo Phật mà tôi hướng đến.
Dạ vâng, cảm ơn bà. Nhắc đến sư Thích Trúc Thái Minh thì chúng ta cần phải nhắc đến một cái sự việc gần đây, đó là cái vụ lùm xùm giữa ông Thích Nhật Từ và ông Thích Trúc Thái Minh, đúng không ạ, là trụ trì chùa Ba Vàng. Chúng ta thấy rằng từ việc đó là một cơ sở tu tại gia bị nhắm đến bởi Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ở trong trường hợp này là Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, và ông Thích Nhật Từ cũng là một vị chức sắc vị trí rất là cao trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thì bây giờ có vẻ như là cái sự việc nó chuyển qua một cái mức độ khác, đó là chúng ta thấy rằng là chùa Ba Vàng không phải là một cái ngôi chùa, không phải là một cái tịnh thất, gọi chùa Ba Vàng không phải là một cái cơ sở tu tại gia, mà là một ngôi chùa rất lớn và có cái quy mô cũng như là cái sức ảnh hưởng rất là lớn. Gần đây cái thông tin theo báo Nhà nước đưa ra đó thì là thậm chí là do tỉnh Quảng Ninh quản lý. Cái vấn đề nó không còn là lợi dụng Phật giáo cho vào trong bà kép đúng không ạ? Mà là những cái vị chức sắc ở trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hoặc là những cái vị tu hành có tiếng ở Việt Nam là quay sang đối đầu nhau. Thì không biết là các cái vị khách mời của Đài Á Châu Tự Do khi chứng kiến những cái sự việc như vậy thì các vị có cái nhận định như thế nào? Thì nhân tiện nói về cái việc mà của thầy là Thích Trúc Thái Minh của chùa Ba Vàng cũng như là ông Trần Ngọc Thảo, vì hai người này họ họ đang đang đấu tranh với nhau mà. Thì thật sự thưa thầy, tôi không phải là có cái ân oán cá nhân, nhưng vì ông Trần Ngọc Thảo cũng từng có cái thành kiến đối với những người trong tỉnh Bồng Lai, nên tôi xin phép là tôi muốn nói về cái việc của họ. Thì cái thứ nhất á, thì nếu như không xảy ra cái việc tỉnh Bồng Lai, không có việc lùm xùm cúng vong giải oán gì của chùa Ba Vàng, cũng như không có việc mà Nam Mô Na Nô Covax gì đó trong cái mùa dịch năm ngoái, chúng ta cũng biết 2 năm vừa rồi, thì có vẻ là cái người bình thường của chúng ta đối với những người mà coi như mặc khoác áo tu hành đó, mình luôn luôn có sự kính trọng. Và cho thật sự cho tới ngày hôm nay tôi mới biết rằng là Giáo hội Phật giáo Việt Nam là không phải là cái người đại diện đạo Phật của cái nước Việt Nam này, là mới biết thôi nha. Chứ từ xưa đến giờ tôi cũng có khái niệm như bao nhiêu người dân á, là những người thầy tu như vậy, những sư ông như thầy đó là những người coi như đại diện đạo Phật của Việt Nam. Còn tên gì tôi không biết, tại mình không trong 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 cái coi như là trong cái hệ thống của họ mình không biết, nhưng cứ yên tâm là lại Phật rồi đi vào chùa. Mà những người trong chùa, những thầy trụ trì, những thầy sư, những thầy cô gì đó trong đó là những người đại diện cho nói chung là truyền bá về cái đạo Phật, và luôn luôn mình có sự kính trọng đối với họ. Nhưng khi xảy ra những việc lùm xùm đó từ những cái tỉnh Bồng Lai rồi chùa Ba Vàng cũng như chùa Thảo, rồi qua cái việc đó, rồi kể cả cái việc mà đánh gì đó ký bút làm phép trên bút cho sĩ tử gì đó, thì bắt đầu cái nhìn của bản thân tôi thôi đối với những người mà coi như trong giáo hội nó hơi khác một chút xíu. Và tôi nghĩ rằng hơn ai hết chính như những vị như vậy đó làm mất đi cái hình ảnh thiêng liêng tôn kính của coi như của Đức Phật, là người họ là con Phật mà ít nhiều gì họ là đại diện cho hình ảnh Đức Phật, thì chính như những người họ làm ảnh hưởng cái đó. Và thật ra cái tôi muốn nói, nếu như họ có những ân oán riêng tư cũng không bạc, mà ngay cả cái việc trong tỉnh Đồng Nai cũng như ông Trần Ngọc Thảo và ông Thích Thích Thái Minh đó, thì chẳng qua là họ cũng liên quan đến việc là cái lợi ích. Và ngay cả Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An trong cái đơn tố cáo tỉnh Bồng Lai cũng nói rằng là do nơi đây có những cái sự tuyên truyền trên mạng xã hội, rồi lợi dụng những chú tiểu giả mồ côi gì đó để thu hút cái sự quan tâm của mạnh thường quân, và người ta đến đó người ta mang tiền, người ta đến người ta cho, người ta cúng dường. Tôi nghĩ là cái chuyện đó là cái chuyện cạnh tranh, nó không có, rất là sai lầm. Thứ nhất là những người đó đến là những mạnh thường quân hay là những người hâm mộ, người ta đến người ta tặng quà, hoặc là người ta coi như người ta ủng hộ cho các chú tiểu, được xem giống như là các nghệ sĩ, tức là những người hâm mộ. Chúng ta thấy hâm mộ những diễn viên Hàn Quốc, những cái ca sĩ, những cái diễn viên cải lương, những ca sĩ mà coi như trong nước quốc tế rồi đó, đó là sự hâm mộ nghệ thuật, nó không liên quan gì cái vấn đề mà cúng dường cả. Còn cúng dường là tôi đến chùa tôi làm công quả làm phước đó, thứ nhất là họ lại lại bị lầm tưởng cái đó, thì có lẽ là những cái này thấy mặc đồ tu người ta lầm thôi. Mà cái thứ hai là tôi đáng trách là lại ganh những đứa nhỏ, tức là tại sao không đem cúng bên này mà cúng bên kia. Đó tôi biết riêng về cái giáo Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An trong cái việc tố cáo tỉnh Đồng Nai. Riêng Trần Ngọc Thảo thì ông cũng lên án ông Thích Trúc Thái Minh về những cách hành lễ, chúng tôi khoan nói là đúng hay sai, nhưng mà ý là muốn nói rằng là cách hành lễ để thu hút những cái tiền cúng dường, những cái lợi ích của bá tánh như vậy là phản cảm. Mà cũng ngay như chúng ta thấy là cả hai bên đều có những vấn đề như nhau,
mà ví dụ vấn đề mà chùa Ba Vàng, chùa Tam Chúc thì được lên án vấn đề mà đánh giá mà tác động môi trường hủy hoại gì đó. Như ví dụ như ông Trần Ngọc Thỏ cũng có những công trình xây nghĩa chùa ở Bạc Liêu mà ông huy động hình như là Hùng Phước gì đó, mà mỗi tượng Phật là như là 4 triệu đồng, mà dự kiến là cả 1000 tượng Phật, chúng ta nghĩ là 1000 tượng Phật thì cái diện tích chùa sẽ lớn như thế nào, và ai cũng cúng bao nhiêu cúng, một tượng cũng được, Hùng Phước một tượng, Hùng Phước 10 tượng, Phước 100 tượng cũng được. Thế ta nghĩ đó là một cách thu hút cái tiền của những người thí chủ. Và cũng đang có một dự án hình như ở Sóc Trăng, có nghĩa là hình như thế là những cái người trong cái giáo hội Việt Nam đó, người ta có một cái vấn đề như thế này. Thường thường ngày xưa tu xây chùa thì mọi người đến cái nơi thăm sơn cùng cốc, họ xây dựng ở đó, rồi lâu dần bá tánh thập phương người ta cúng dường, người ta ủng hộ thì chùa lớn lên một tí, khang trang một tí, nhưng người ta muốn lùi về những nơi mà coi như là thanh tịnh để người ta tu, chứ tu mà giữa phồn hoa đô hội sao mà tu. Nhưng cái chùa bây giờ người ta thấy một cái công thức chung là như này, có thể họ cũng đến một cái nơi nào đó sầm uất, họ mở, họ xây, hoặc là những khu dân cư mới lại kéo theo xây những cái công trình gọi là tâm linh là như vậy. Đó thì trong đặc biệt tôi thấy là trong miền Nam là như thế. Còn miền ngoài thì như họ phá núi nhiều hơn. Tôi thấy là hầu như các công trình thì đều phá núi và ảnh hưởng tới động môi trường. Nhưng người dân biết nhưng mà nói không được. Thì quay trở lại vấn đề mà thầy Minh, thầy Thảo cũng như là các vị sư khác đó. Thì tôi nghĩ rằng là chính vì cái việc họ đấu tranh như vậy vì lợi ích, cũng như những sai phạm hiện nay của một số người được coi như là phải dùng từ là có gì chức sắc giáo hội Phật giáo Việt Nam chính thống, mà chúng ta thấy vừa rồi là thứ nhất là có chạy án hối lộ, rồi có lừa đảo, kể cả những việc đăng nhăn trai gái vân vân, thì tôi nghĩ rằng những hình ảnh này mới làm cho người dân mất niềm tin vào những người thờ đạo Phật. Mà những người, tôi nói là những người đạo Phật như chúng tôi là những người không có theo tôn giáo, hay là như đạo Vũ Sư Kỳ Hương, đạo Tứ Anh Hiếu Nghĩa vân vân, họ lại mang tiếng quan, ta đánh giá những người thờ Phật mà chắc chẳng làm gì mà đúng cả. Đó là cảm nhận tôi về như vậy. Và hơn ai hết, chính giáo hội và giáo Việt Nam phải chấn chỉnh vấn đề này, làm sao cho mỗi sư ông, sư thầy, sư bà gì đó phải là một tấm gương từ bi hỷ xã bao dung, cũng như là đạo đức sáng ngời, thì người ta mới tin đạo Phật chứ. Thì chính vì những đề tranh đấu tôi thấy rõ ràng hai bên như vậy, mà hỏi là gì, ông kia cũng cúng, ông lấy tiền nhiều quá rồi bên này cúng không đưa tiền tôi, thì thấy nó rất trần tục sao đó, đúng không? Mà người trần gian chúng ta khi nói chúng ta còn nghiện miệng, thì tôi nghĩ rằng những vị đạo cao đức trọng nó nên xem lại cái suy nghĩ của họ. Dạ vâng, xin cảm ơn luật sư Đào Kim Lân. Dạ thầy Thích Không Tánh ạ, thầy là một nhà xuất gia rất là thao thức với cả Phật giáo, bởi vì chắc nhiều quý vị khán thính giả của Đài Á Châu Tự Do cũng biết qua đến vụ việc ngôi chùa của thầy Thích Không Tánh do lý do là thuộc diện giải tỏa, đúng không ạ, nên đã bị phá. Và bây giờ thì thầy đang phải đi ở nhờ. Thế thì không biết là với cái số phận như vậy và lại quan sát những gì đang diễn ra với đạo Phật ngày nay, chúng ta thấy rằng là có những cái công trình hết sức là to, lớn, đồ sộ, phá núi, bạt rừng. Rồi thì bây giờ các vị chức sắc, vị trí rất là cao trong giáo hội lại quay sang chỉ trích đấu tố lẫn nhau như vậy. Thế thì với cái vị trí của mình và với những cái gì đã xảy ra đối với bản thân mình, thì không biết là thầy khi chứng kiến những gì đang diễn ra đối với Phật giáo ngày nay đó, thì không biết là thầy cảm thấy thế nào ạ? Thì với cái hoàn cảnh của tôi đó, là có thể nói rằng là đứng về phía nhà nước á, thì họ lợi dụng cái việc làm giải tỏa đó để mà gọi là xây đô thị mới rồi các nơi, cái chuyện này nó cũng nhiều lắm. Nhưng mà riêng về cái chùa Liên Trì, thì bởi vì ở Thủ Thiêm hay là ở quận 2 á, thì nó có nhiều chùa chứ không phải một mình chùa tôi. Nhưng mà mấy nơi khác á, thì họ chỉ cho đất, rồi mình tìm, mình chọn cái đất nào vừa ý, hoặc là cái địa điểm và cái giá đền bồi nó làm sao cho nó phù hợp rồi để xây dựng lại cái ngôi chùa. Thì đa phần các cái chùa đó đều được ủng hộ cái kinh phí cũng như đất đai, rồi những cái nơi gọi là phát triển rất là đàng hoàng. Nhưng mà riêng về chùa Liên Trì, bởi vì ở đây có thể nói rằng là do là bởi vì tôi có lẽ là tôi không theo bên phía bên chùa Liên Trì, không theo cái hệ thống cái Phật giáo quốc dân của nhà nước đó, thành cho nên rằng họ mới gọi là bây giờ mình đồng ý hay không đồng ý, họ cũng ra cái lệnh gọi là họ, rồi thì họ đến họ cưỡng chế, họ bắt mình ở đến họ đọc lệnh cưỡng chế, rồi thì mình không đồng ý cái là họ cãi cọ, rồi tôi mệt quá rồi tôi xíu đi, thì họ đưa lên xe cứu thương, họ chở vô bệnh viện, họ giữ ở đó. Rồi thì sau đó thì họ đem xe cần cẩu tới để mà họ trục cái chùa đi, họ phá sập đi.
Và họ, rồi sau đó họ 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 đã cất sẵn một cái ngôi nhà tôn ở nơi cái vùng Cát Lái mà giáp ở, ở nơi Long Thành đó, Đồng Nai đó. Hồi xưa cái vùng đó nó thuộc tỉnh Đồng Nai chứ không không phải thuộc ở Sài Gòn, nhưng mà về sau họ làm sao họ họ nói cho cái đó là nó thuộc thành phố. Thì mà họ đưa đến cái chỗ đó là nhằm thứ nhất là cô lập tôi lại ở đó. Và ở nơi cái vùng xa đó để cho nghĩa là tôi khỏi có những cái sinh hoạt hay là khó tiếp xúc với quần chúng đồng bào ở ở ở, ở Sài Gòn. Thứ nhất thì là theo tôi nghĩ là và mà cho nên ở này quý thầy ở, ở chùa không có nhận, bởi vì biết như vậy đó, biết rằng cái chủ trương của họ là họ muốn gọi là họ đưa mình vô cái chỗ mà để mà họ cô lập đó, họ phong tỏa đó luôn cho nó tiện. Bởi vì chùa Liên Trì chúng tôi trước đây thì đã từng là coi như là giúp cho dân oan, họ lên họ ở đó họ ngủ nghỉ rồi họ khiếu kiện, rồi trong khi công an nhà nước họ rượt đuổi họ bắt bớ, thì qua bà con họ họ xin qua chùa Liên Trì để họ ở nhờ, họ nương tựa. Thành ra đó là một cái chuyện mà họ đề nghị mình đừng có làm, nhưng mà mình vẫn vì cái tình về là cái tình người ấy, cho nên chúng tôi không thể làm ngơ. Rồi cái nhất là cái vấn đề thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa là cái thành phần mà gọi là của bị thương lính của thời quốc gia mà họ đã bị thương tật rồi, họ tàn phế rồi, thì trong khi đó thì cũng không không được ai giúp đỡ và đối xử như như là những cái người công dân nghĩa là bị đày ải đó, cho nên là đôi khi là chúng tôi mới mời về để phát quà hay cứu trợ hay chia sẻ, rồi cộng vào những cái tổ chức xã hội dân sự rồi đó. Chẳng hạn hồi đó thì có những cái hội như cựu tù nhân lương tâm, hay là hội dân oan, hoặc là hội gì đó, công đoàn độc lập, hay là cái hội nhà báo độc lập đó, các thứ. Thì họ cũng xin nghĩa là bởi vì họ biết rằng tôi có cái tinh thần lo cho xã hội, cho nên họ qua đó họ họp họ sinh hoạt. Mà chỗ đó thì coi như tương đối nó tạm ổn đó. Thành thứ cho nên vì những cái vấn đề đó thì tôi nghĩ rằng cho nên nhà nước họ coi như cái chùa Liên Trì như cái gai hay sao đó, là coi như mình ở ở ngoài luôn cái hệ thống của họ, cho nên họ bằng mọi cách họ phải triệt hạ, và nhân cái vụ giải tỏa đó thì họ triệt hạ như vậy. Rồi từ đó tới giờ mình không có nhận cái nơi đó, thì họ vẫn cứ đem họ nhổ cái bảng chùa Liên Trì trên này, họ phá đi, họ đem xuống họ dựng ở dưới Tuốt Ghi Các Lái, rồi nói là họ đã đền bồi cái đó. Đương nhiên thì quý thầy người ta không nhận rồi, nhưng mà rồi thì họ nói đó là tại tại mình không nhận thôi, chứ họ cũng coi như họ có bồi hoàn vậy đó. Thành thử cho nên đó là một cái cũng nó cái tình cảnh đó. Cho nên vì vậy cho nên quý thầy 4 năm thầy ở chùa Liên Trì bây giờ phải sống mỗi người mỗi nơi thì khó khăn, mà trong khi đó quý thầy ở chùa Liên Trì là đi tới chỗ khác có người ta cúng cho miếng đất nhỏ hay là cái am gì đó để mình ở để mình tu. Thì như Thượng Tọa Thích Lệ Trụ hồi xưa cũng ở chùa Liên Trì, thì có người chị mất đi rồi để lại một cái miếng đất như một cái am nhỏ ở trên Pleiku, thì Thượng Tọa lên nó mới ở cái am đó, thì tu bổ sửa sang rồi chút đến đây sống tu học thôi. Nhưng mà công an tới họ áp lực họ này nọ, họ cấm đoán được đủ thứ chuyện hết, coi như họ sách nhiễu, họ không có cho để mà làm cái gì hết cả. Thông qua những gì thầy nói đó thì có thể thấy được rằng là thầy đang rất là cố gắng sống với đúng cái tinh thần Phật giáo, đúng không ạ? Đó là giúp người, đúng không? Làm những cái việc bác ái, đặc biệt là giúp những cái người mà yếu thế ở trong xã hội, như những cái người mà thầy vừa nói là những cái người bị người dân oan, những người bị mất đất và đi khiếu kiện đấy ạ. Rồi thì những người thương binh, thương phế binh đó. Rồi thì những cái hội nhóm mà chuyên hoạt động về xã hội. Và theo như lời thầy thì chính vì những cái vấn đề đó đó thì nó đã dẫn đến cái quyết định đó là ngôi chùa Liên Trì của thầy bị đập bỏ. Với cái hoàn cảnh của thầy đó, những gì đã xảy ra đó, bây giờ thầy lại chứng kiến một cái hiện tượng đó là những cái người khác, những cái nhà tu hành Phật giáo khác đó, nằm trong cái giáo hội Phật giáo Việt Nam được nhà nước công nhận thì được hưởng những cái... những cái ưu đãi, rồi thì những cái sự ưu ái rất là lớn từ phía nhà nước, đúng không ạ? Từ cái việc là được xây những cái ngôi chùa rất là to, rồi thì được hoạt động tự do. Thế nhưng mà những cái hoạt động của họ thì lại đem lại những cái tai tiếng đối với Phật giáo, như chúng ta vừa mới phân tích.
Thế thì trước những cái tình cảnh như vậy thì không biết là thầy cảm thấy thế nào khi mà mình đang cố gắng sống đúng với cái tinh thần của Phật giáo thì lại bị đối xử như những gì mà thầy bị phải nhận, thì không biết là thầy có thể cho khán thính giả của Đài Cho Tự Do biết là cái cảm nhận của mình được không ạ? Dạ vâng. À, khổ nói rằng là khi mà mấy ông nhà nước này đó, khi mà ông chiếm được cái miền Nam Việt Nam đó, thì tất nhiên là ông lại ông dẹp hết các cái giáo hội tôn giáo chính thống chân truyền ngày xưa, để rồi ông nghĩ rằng là cần phải lập lên một cái hệ thống tôn giáo mà phải là trực thuộc nhà nước và được sự nhà nước điều khiển và làm những cái công tác chính trị cho đảng và nhà nước. Thì lúc bây giờ mới cho nên khi đến cả mười mấy năm sau thì riêng về Phật giáo thống nhất tuy rằng dẹp chưa xong và cũng chưa có một cái lệnh nào là giải tán hay là cái gì hết, nhưng mà đến 1981 thì mấy ông mới họp đại hội ở ngoài Hà Nội mới lập lên một cái hội đồng trị sự của Phật giáo và gọi rằng là tất cả mọi cái gì của Phật giáo là tất cả chỉ Việt Nam, mà công bố rằng Việt Nam chỉ duy nhất có một cái giáo hội Phật giáo Việt Nam thôi. Và những ai mà không phải nằm trong cái mà của nhà nước đưa ra đó thì coi như là vi phạm hoặc là phải sống ở ngoài vòng pháp luật. Thành thứ cho nên nó chính vì vậy cho nên sau đó thì Phật giáo thống nhất bị đàn áp và rất là khó khăn. Từ đó nhiều vị đấu tranh thì bị tù đày và bị họ đòi hỏi cái độc lập của tôn giáo, đòi hỏi cái quyền căn bản của tôn giáo thì đều không được và bị tù đày. Có người tù 10 năm, 15, 20 năm. Phần tôi cũng có đòi hỏi về vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo thì tôi bị khoảng 15 năm tù. Nhưng mà đến khi về rồi thì bị cô lập, bị quản thúc, sách nhiễu và không có giới hạn hết tất cả mọi việc. Cái chuyện đó ở trong 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 cuộc thì mới biết. Thì tóm lại cái việc là người ta kết án cái vụ của Tịnh Thất Bồng Lai đó, theo tôi nghĩ là hình như nhà nước ở đây, hay xin nói không phải nhà nước hay là cái công an hay là của cái Long An á, cái nhà cầm quyền đó, hay là cũng có cái sự ở trên chỉ đạo ở trên, là người ta sợ rằng phải triệt cái nhóm của Tịnh Thất Bồng Lai, bởi vì cho rằng cái nhóm này là coi như họ không nghe theo mình, họ không đăng ký, họ không chứng đầu phục mình, thì thành thứ cho nên nếu mà để như vậy thì mai sau rồi bây giờ còn một cái số nhóm Phật giáo tôn giáo họ độc lập khác, họ lại sẽ trỗi dậy hoặc là họ sẽ đứng dậy, họ sinh hoạt một cách độc lập. Dạ vâng, cảm ơn thầy. Thì tôi cũng muốn hỏi bà Trần Thị Giao Phương, đó là một Phật tử, bà cũng đã chia sẻ là bà cảm thấy khá là thất vọng với những gì đang diễn ra với Phật giáo ở Việt Nam ngày nay. Thế nhưng mà khi mà chứng kiến cái cảnh đó là những cái người mà cố gắng sống đúng với tinh thần Phật giáo đấy thì lại tạm gọi là bị đàn áp, như trường hợp của thầy Thích Không Tánh đúng không ạ? Và những cái vị tu hành khác của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Còn những cái vị đại diện cho Phật giáo chính thống được nhà nước công nhận thì lại mang lại những cái điều tiếng hết sức là tiêu cực đối với cái tôn giáo mà bản thân bà tin theo. Thì trước cái tình trạng này thì không biết là bà cảm thấy như thế nào ạ? Thì giống như ban nãy mình cũng chia sẻ đó, là cái sự thất vọng là không phải là khá thất vọng mà gọi là nó rất thất vọng. Nhưng mà những cái gì thất vọng thì nó cũng đã xảy ra rồi, và mình phải học cách mình sống chung với nó thôi. Thì vẫn rất may mắn là mặc dù ít nhưng mà nó vẫn còn xung quanh mình, nó vẫn còn những cái người minh sư hiền hữu, cho nên là mình vẫn có thể là mình thấy rằng ví dụ như thầy Không Tánh, dù thầy bị đàn áp như vậy, thầy bị tù đầy nhiều năm, nhưng mà họ vẫn tiếp tục, họ đi theo cái con đường của họ đã chọn, họ kiên trì và họ chọn cái con đường mình đã chọn, thì dù nó khó khăn thì họ vẫn tiếp tục đi. Thì tôi nghĩ rằng là vì vậy mình cũng phải kiên trì thôi. Và ngoài ra thì trong cái đạo Phật nó có một cái câu á, thờ cúng thì dễ, giữ lễ mới khó. Tức là ví dụ như mình làm một cái gì đó, mình có thể làm nhiều, không phải là mình làm một lúc mà nhiều, mà mình phải kiên trì với cái điều đó trong một thời gian dài. Cho nên là mà một trong những cái điều mà người Phật tử phải tâm niệm đó là nhẫn. Nó gồm có cái sự nhẫn nhịn và cả kiên nhẫn nữa. Thành ra là mình cũng nghĩ là thôi mình phải nhìn vào những cái người minh sư hiền hữu xung quanh mình. May mắn là mình vẫn còn họ để mà
tiếp tục cái con đường của mình thôi, dù nó khó khăn. Tại vì thật sự ra nếu mà cuộc đời mà nó cái gì nó cũng suôn sẻ và nó cũng như ý cả thì nó quá may mắn rồi, và chắc có lẽ là cũng không ai được may mắn như vậy mãi mãi như ý trong suốt cái cuộc đời của mình đâu. Cho nên là mình nghĩ rằng là mình phải kiên trì và mình phải đấu tranh với nó. Chứ người ta giống như là ban đầu luật sư Lân có nói về ông Trần Ngọc Thảo, thì ông cắt một nửa câu của ông Lê Tùng Vân. Thì ở đây nó cũng có một cái câu mà những cái thầy mà theo Phật giáo Quốc Doanh là hay tuyên truyền với lại đệ tử của mình là tri thiên mệnh, tri thiên mệnh. Nhưng mà nó chỉ là một nửa thôi. Cái câu đúng nó phải là tận nhân lực và tri thiên mệnh. Bạn chưa làm hết sức mình mà bạn tri thiên mệnh cái gì? Bạn phải tự hỏi lòng mình là bạn đã cố hết sức chưa. Và tôi mỗi ngày là như vậy. Và cũng có, dĩ nhiên tôi cũng có những người bạn là Phật tử, nhưng mà họ sau đó họ chọn cái hướng đi riêng của mình, họ ngã về phía các thầy quốc danh. Tôi cũng tôn trọng cái điều đó, nhưng mà họ cũng đã kích tôi rất là nhiều. Họ nói là không, người Phật tử là coi như là chỉ có soi lại chính mình thôi, người Phật tử không có để ý chuyện xung quanh đồ nọ. Nói không, trước một cái ác mà bạn im lặng á, thì tức là bạn đã đứng ở phía cái ác rồi đó, chứ không phải là đứng ở phía thiện nữa. Và tôi quan điểm rằng, tôi quan điểm rất là rõ ràng, quán trong nhiều năm nay, là người Phật tử sống hiền, không có sống hèn. Hiền và hèn là hai cái khái niệm rất là khác nhau. Và tôi kiên trì tôi với lựa chọn của mình, với con đường của mình. Và tôi biết rằng dù nó rất khó khăn, tôi vẫn sẽ tiếp tục thôi. Vậy thì điều cuối cùng mà tôi muốn mời gọi các vị khách mời cùng tham gia thảo luận đó là, với cái tình trạng như hiện tại đó, khi mà ngày càng có nhiều sự kiện khiến dư luận cả nước chú ý đến Phật giáo nhiều hơn, và có vẻ như những cái sự kiện này đó thì lại mang đến những cái ấn tượng không được tốt đẹp lắm đối với giáo hội Phật giáo Việt Nam nói riêng và Phật giáo nói chung. Thế thì vừa rồi đó có một vài ý kiến cho rằng là có vẻ như Phật giáo Việt Nam đang ở thời mạt, tức là họ dùng cái từ mạt, tức là đang ở trong cái thời kỳ đó là suy đồi. Và nó rất là liên quan đến cái việc đó là do cái sự kiểm soát của nhà nước đối với Phật giáo. Thế thì tôi muốn hỏi các vị khách mời đó là, với cái sự quan sát cá nhân của mình đó, thế thì Phật giáo Việt Nam sẽ đi về đâu nếu cái đà phát triển nó vẫn cứ theo cái hướng như hiện tại? Dạ thưa là coi như là đó, buồn lắm chứ. Phải nói rằng đó, vừa rồi tự nhiên tôi coi trên cái những cái nhắn tin ở trên cái Facebook á, có nhiều người họ nói tôi đây này Phật giáo bao nhiêu năm rồi, nhưng mà bây giờ tôi thấy các cái tình trạng đó, cái bây giờ thôi tôi đi qua Công giáo quá thì đó, nó khổ cái vậy. Thành thử cho nên cái đó rất là đau lòng. Nhưng mà đó là tại vì bị nhiều người họ cũng nghĩ, họ nghĩ cái trước mặt nó như vậy, họ thấy chứ sự thật nói như hồi nãy như cô Phương nãy nói đó, mình phải kiên trì, mình phải có giữ vững cái lập trường, bởi vì cái chánh tín của mình đối với cái tôn giáo là một cái điều hết sức là vô cùng cao cả và đẹp, tốt đẹp lắm, nó thánh thiện lắm. Tại sao chúng ta có cái câu người ta kêu là câu y pháp bất y nhân đó, anh thấy không? Đâu phải dựa nên cái chiếc áo mà để làm nên thầy tu. Thành ra đôi khi người ta có những con người mà người ta vì cái hoàn cảnh xã hội, vì cái ý thức hệ, vì một quan điểm nào đó và với một cái thể chế nào đó, người ta lợi dụng tôn giáo. Thành thứ cho nên rằng họ cũng tạo lên những cái tầng lớp tôn giáo mà làm cái công cụ để họ điều khiển theo cái đường lối có lợi cho cái đường lối ý thức hệ chính trị của người ta. Thành thứ cho nên ở đây tôi xin thưa rằng mình cũng không nên đừng vì cái vấn đề đó, và mình phải hiểu cái nguồn gốc, tại sao mà nó sinh ra cái tệ nạn đó. Phật giáo thì tự thân Phật giáo vẫn là Phật giáo. Cái chánh pháp và cái đạo lý và cái chân thiện mỹ và cái chánh đạo nó vẫn sáng ngời thôi, nhưng mà bởi vì cái quốc độ, bởi vì hoàn cảnh xã hội, bởi vì cái đạo đức nó bị suy đồi, và bởi những cái con người trong một cái những cái người họ có cầm quyền cái thời cuộc đó, họ muốn lái cái tôn giáo đó theo cái chiều hướng đó. Thì nếu như trường hợp đó, những cái nhà sư nào, những người chức sắc nào, hay là những người, đừng đừng nói là nó là nhà sư, mà đôi khi có những người đó họ trở thành cán bộ rồi,
mình không thể nói nó là những cái tu sĩ thuần tí hay là xuất phát từ cái niềm tin tôn giáo để cầu những cái việc thánh thiện đạo đức để tu hành đem cái đạo đức cái chánh pháp để mà phụng sự cho chúng sanh và cho nhân loại, mà mình trở thành mình bị vì một cái gì đó, ví dụ như đôi khi vì bóng lọc ha, vì quyền lợi ha, vì những cái sự đàn áp ha, vì những cái sự sợ hãi nào đó mà mình trở thành ra như là một cái để cho người ta sử dụng, thì cái đó thì xin thưa với quý quần chúng Phật tử là nên suy nghĩ lại, chứ đừng có nên ôi tôi bây giờ mấy ông sư đó ông tranh ăn với nhau rồi mấy ông chửi qua chửi lại rồi thế nọ thế kia rồi thôi thì mình không theo Phật giáo nữa, mấy cái đó không phải là Phật giáo. Xin thưa là mấy cái đó không Phật giáo và nó ẩn tàng ở trong Phật giáo và Phật giáo bị lợi dụng. Tức là theo tôi thì cái truyền thống gia đình là coi như thờ Phật á, thì tôi thấy rằng là cái Đức Phật, nói chung là Đức Phật nha, như chúng ta có hay lầm ở chỗ là Phật giáo và cái Đức Phật, tức là cái tư tưởng mà kính thờ Đức Phật á thì không bao giờ mai một được, mà minh chứng là thế giới hàng ngàn năm nay người ta vẫn tin Đức Phật chắc chắn cái chuyện đó cho tới ngày hôm nay. Còn thứ hai á thì chúng ta lại lầm ở chỗ là như nãy tôi có nói đó, tức là cái giáo hội Phật giáo Việt Nam là một cái tổ chức tôn giáo có tín đồ đông nhất Việt Nam, và tất nhiên họ có những đặc quyền đặc lợi riêng, nhưng những người thờ Phật thì không phải chỉ có trong cái giáo hội Phật giáo Việt Nam đơn coi như là chỉ một cái tổ chức như vậy, mà nhiều tổ chức khác, mà ngay những người tôi đến những cái ngôi chùa thì hầu như một số chùa thì đều có cái bảng là giáo hội Phật giáo Việt Nam, giống như người ta đồng hóa vào những cái nơi đó để mà đưa vào cái tổ chức này. Thì thật sự những người ở những ngôi chùa đó cũng không phải là người ta có những cái điều tiếng gì cả. Thật sự tôi thấy những sư thầy đó cũng có những cái nét hướng thiện, rồi cũng dạy dỗ cho con người, rồi cũng như tất cả những cái người dân khu vực đó, đó. Thì họ cũng, tôi thấy là họ cũng như những người thầy khác, giống như thầy Thích Công Tấn, mà cá biệt chỉ có một số thôi. Nhưng tiếc rằng là những người số đó thì thứ nhất á, họ lại có những cái địa vị nó cao. Và từ cái địa vị cao họ lại có cái coi như là cái tiếng nói, cái tiếng nói của họ. Rồi họ lại có những đặc quyền đặc lợi, và không như lại đó họ lại coi như là họ lại, mình có thể là hình dung là họ lôi kéo riêng của một số, coi giống như là cái lực lượng riêng của họ hay sao á, tức là cũng là Phật tử, nhưng mà dù tức là có những Phật tử của thầy Thích Chúa Thế Minh hay như bà Yến gì đó, nó rồi có một nhóm Phật tử của họ, còn ví dụ thầy Trần Ngọc Thảo lại có một nhóm Phật tử riêng, và tất nhiên là không những Phật tử ngoài đời mà kể cả trên mạng xã hội cũng như các thành phần khác. Còn một số thầy khác như hôm rồi chúng tôi có về chùa cái khu văn hóa Ốc Eo, cái chùa An Giang đó, chứ thầy vừa rồi mới mất cái đây khoảng nửa tháng, thầy cũng già đó. Thì chúng tôi nghĩ là người trong tu hành người ta không lôi kéo gì đó, thậm chí người ta còn khuyên chúng tôi là cũng không nên lôi bè kết đảng gì đó, và mọi người ai như ai, cái tinh thần bao dung Đức Phật là như vậy. Thì tôi thấy cách tu của họ khác như người này. Có điều tôi phải xác định như này, những người đó thì không có sự ảnh hưởng, nhưng những người mà có sự ảnh hưởng thì họ lại có những tư tưởng như vậy. Và chưa kể sao họ có cái khoản lợi nhuận nó khổng lồ, chính những cái hình ảnh đó mới làm cho cái nhìn của dân cũng như cái việc mà tin tưởng vào cái đạo Phật nó hơi bị suy giảm. Và thứ hai như tôi nói đó, thì khi những vị này mà họ, chúng tôi cũng không phải là biết là họ là có liên quan chính quyền hay không, vì thầy Thích Công Tấn thì trong coi như là họ, thầy có cái kinh nghiệm và đi sâu vào cái đó thầy biết, còn tôi là người dân thường ngoại đạo, chúng tôi nghĩ là cái người khoác áo màu vàng cạo đầu trọc là sư thầy, chứ còn chẳng biết là cái quá khứ hay tương lai của họ là cán bộ, là đảng viên hay là chức sắc quân đội công an, chúng tôi không biết. Nhưng chắc chắn một điều như thế này, những người đó họ có những cái sự ưu đãi khi họ làm sai, ví dụ họ phá rừng phá núi, họ tuyên truyền, họ mình tính gì đo gì đó, và cách xử lý của họ cũng giống như là trong hệ thống nhà nước, có nghĩa là sử dụng sao kiểm điểm phê bình, rồi cùng lắm rồi bây giờ trục xuất chẳng hạn. Nói trong khi người dân, ví dụ tới người dân mà mất ăn cắp một con gà con vịt hay ổ mì sẽ ra vài năm tù, hay là như là những người trong tỉnh Đồng Nai chỉ lỡ lời nói là ông Thích Nhật Từ ngu như bò thì là coi như là chia nhau 23 năm 6 tháng tù, thì đó là có sự tôi nghĩ là cũng không có công bằng lắm. Chính vì sự mà nhẹ nhàng như vậy đó thì lại khuyến khích họ phạm tội. Tôi nói thật, luật pháp chúng tôi cũng không có tôn trọng, y không có kêu bằng là cổ xí, hay là chúng tôi có khí thức là cái gì là xử đặng, thật ra tôi cũng không có cái khẩu xử vấn đề đó. Nhưng dù sao có xử đặng thì hay là xử như thế nào đó cũng là một sự răn đe cho người ta không dám tái phạm. Còn nó thật sự nếu như mà là phá rừng phá núi hay là chiếm đoạt tài sản, hay là nói chung là có những cái đặc biệt lợi đó mà phê bình hay kiểm điểm, thì tôi xin tự nguyện là kiểm điểm 1.000 lần, cái lần cho tôi ví dụ như 10 triệu thôi thì tôi kiểm điểm 1.000 lần sẽ được 1 tỷ chẳng hạn.
Tôi nói vô lý như vậy. Và chính như vậy tôi sẽ xem thường, tức là tôi sẽ không có cái ý thức để mà tôn trọng. Tôi nhắc lại nha, pháp luật xử trạng này không tốt, nhưng ít ra cũng làm cho người ta sợ, người ta dừng lại. Còn cái việc mà xử như đùa thì chắc chắn là người ta không sợ. Đó, và cái cuối cùng á là như là họ, khi mà họ đã bung ra, họ đã làm là cái tội ác hay là những cái hành vi nó vi phạm quá rồi đó, thì chính là những người cất nhắc và những người không nghĩ là trong cái hệ thống của họ để cùng nhau bao che của họ để tạo ra một tội ác khác. Thì đáng lẽ ra cái việc đó, nhưng đốm lửa nó nhỏ có thể dập tắt ngay, thì ta càng che, khi càng che nó lại ngúng, càng coi như là ngúng nó là cháy từ từ nó cháy lớn hơn, rồi càng che thậm chí nó bùng lên thì đó nó không có chữa được. Thì cái bây giờ tôi nghĩ là cái đạo Phật và tư tưởng của Đức Phật á, chắc chắn là ai cũng tôn trọng. Và tất nhiên không phải là do vị chức Việt Nam mà các cái tổ chức khác người ta cũng tôn trọng như vậy. Nhưng nếu như những vị chức sắc, những người được giao những trọng trách đó mà họ không làm tròn bổn phận của họ, thì chính là họ đưa những người mà coi như tin đạo Phật, và như thầy Thích Trung Tấn, như cái cô Giao Phương đã nói đó, thì hoặc là người ta bỏ đạo hoặc là có theo đạo khác. Theo tôi thì có lẽ rằng là mặc dù suy trầm, nhưng có lẽ là gọi là để hủy hoại hoàn toàn đạo Phật thì chắc là không đâu. Bởi vì xung quanh tôi cũng có rất là nhiều người Phật tử, họ cũng có những cái cách nghĩ giống như tôi, và thậm chí họ minh tuệ hơn tôi rất là nhiều. Họ cũng biết rằng à, khi không thể nào mà trông cậy vào người khác thì chính là phải soi lại chính mình, phải tự thắp đuốc lên mà đi, phải tự tìm lại những cái kinh văn của Phật để mà sống đúng với cái bản thể như vậy, không có để cho người khác thao túng những cái tư tưởng của mình. Và tôi tin rằng là có những thăng trầm, và có lẽ đây là một cái nút trầm, nhưng mà đạo Phật sẽ không bị hủy hoại đâu, bởi vì cái lịch sử tồn tại của nó cũng đã rất là nhiều, rất là mấy nghìn năm rồi. Cảm ơn bà Trần Thị Giao Phương. Nhân đây tôi cũng xin được một lần nữa cảm ơn cả ba vị khách mời đã tham dự cuộc hội luận của Đài Á Châu Tự Do ngày hôm nay. Đến đây thì cuộc hội luận của chúng ta xin được kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, và xin hẹn gặp lại các bạn vào các chương trình hội luận lần sau. Việt Nam với Trung Quốc là như thế nào ạ? Anh em, đúng không ạ? Theo lịch sử không chối cãi được, Trung Quốc là anh, Việt Nam là em, đều chẳng chối cãi được. Vì sao vậy? Vì đi ngược lại lịch sử hơn 4.000 năm trước, thì lúc đó, đó vua Đế Minh có nhiều người con. Vua Đế Minh là vua của Trung Hoa, thì đầu tiên ông sinh ra cái người con trưởng là Đế Nghi. Thì Đế Nghi được làm thái tử và đương nhiên là sẽ làm vua nước Trung Hoa, lãnh thổ Trung Hoa lúc đó cũng rộng lớn lắm. Đến khi ông sinh ra người con thứ hai là Kinh Dương Vương, mà ta hay gọi là Lộc Tục, thì ông mới ngạc nhiên rằng cái người con thứ này là mới vĩ đại. Thì vua Đế Minh nói thôi, quyết định cắt đôi cái đất nước Trung Hoa ra liền. Phần nửa phương Bắc từ Hồ Động Đình phía Bắc là giao cho người Anh là Đế Nghi, còn từ Hồ Động Đình xuống về phương Nam cho tới cái biên giới Việt Nam hiện nay là giao cho Kinh Dương Vương. Nghĩa là nói mà nguồn gốc thì đúng là anh em, Trung Quốc là anh, Việt Nam là em. Mà theo đạo lý của ta, em thì phải làm sao với anh? Kính trọng, đó là đạo lý. Đạo lý của Á Đông là vậy, chứ không có giống như bên phương Tây. Nhiều khi mình thấy những đứa nhỏ nó ngang ngược, hỗn láo, mình khó chịu. Chứ còn bên Á Đông là không biết, ông anh mình cũng dở, ông ngu, ông dốt, ông nghèo, ông hèn gì kệ ông, hễ là anh mình đều phải dành một sự kính trọng chừng mực nào đó, phải không? Như vậy thì bây giờ cũng vậy, Việt Nam là em thì phải kính trọng anh. Và từ xưa đến nay, cả mấy ngàn năm qua, người Việt Nam luôn có thái độ kính trọng người Trung Quốc đàng hoàng, không bao giờ mình mất cái lễ này, không bao giờ mình để mất cái đạo lý của người em. Tức về phần người em, mình đã làm đầy đủ bổn phận là luôn kính trọng người anh. Kính trọng người anh.
À, chỉ có một lần Lý Thường Kiệt hơi hổn. Sau khi nghe tin ông anh sắp quánh mình, ông đem quân ông đánh trước, ông diệt hết tất cả những cái hậu cứ, những cái thành Châu Ung, Châu Liêm, Châu Khâm, diệt hết những hậu cứ để cho bên Trung Quốc không có hậu cứ để mà làm bàn đạp đánh sang Việt Nam. Hễ mà đánh sang Việt Nam là đã mất cái hậu cứ rồi, cái hậu cần rồi. Thì chỉ có Lý Thường Kiệt cũng hơi hổn một chút vậy thôi, mà lâu lâu mà. Thầy nói câu này là thầy nói bằng nhãn quan của đạo Phật nha, chứ thầy không nịnh nhà nước đâu. Mặt thầy có nịnh không ạ? Không, mặt thầy không biết nịnh ai á. Thầy nói điều này thầy không nịnh nhà nước đâu, mà thầy vừa nói bằng tất cả cái tư duy trí tuệ và bằng cái đạo lý của nhà Phật. Kinh tế thị trường tức là ai giỏi được hưởng nhiều, ai dở thì hưởng ít. Định hướng xã hội chủ nghĩa là bằng nhiều biện pháp khéo léo, nhớ ta dùng cái chữ khéo léo, để cho xã hội đừng chênh lệch quá đáng. Trong đó kể cả biện pháp của nhân đạo và từ thiện và giáo dục. Nên cái mô hình là kinh tế thị trường và định hướng chủ nghĩa xã hội, không ngờ đó chính là cái sự đánh đu đi giữa hai bên. Bên này ngã bên này là sai, ngã bên kia cũng sai, mà phải đi ở giữa, đi ở giữa như đi nơi một cái sợi dây thôi, mà không cho rớt bên nào. Đánh đu giữa hai cái cực đoan đó để ta đi tìm được con đường trung đạo mà đưa cái xã hội ta đến phồn vinh, phát triển, hạnh phúc. Việt Nam ta đã định hướng được rồi đó. Sau này chắc chắn thế giới phải lấy mô hình của Việt Nam mà bắt chước. Chỉ có cái là ta chưa thành công nên ta chưa thuyết phục được thế giới thôi. Nhưng đây chính là mô hình của thế giới tương lai. Nên ta may mắn ta được là người Việt Nam. Lâu nay ta chỉ nghe, ta mới nghe, nhưng mà ta chưa thấy. Bên đây là có mặt đông đủ của bà con nội ngoài họ Hồ đây. Tôi xin giới thiệu cụ thể. Thì thầy Thích Chân Quang là cháu ruột của bác Hồ, con cùng cha khác mẹ. Hôm nay không còn ông, không ba là bà Mai. Rồi sinh ra là không, sinh ra ông Nguyễn, sinh ra là Hồ Thị Nìa, là ông Sắc người sinh ra. Đây nhưng mà có một cái tình tiết này, ông Sắc lấy bà Mai, lấy bà Mai, nhưng mà bà Mai thì rất ít tuổi, ít tuổi, thậm chí ít tuổi hơn cả bác Hồ nữa. Đấy, tức là mẹ kể thì ít tuổi hơn con bà cả. Đấy, trẻ đến mức như vậy. Nhưng mà trong cái chuyện này họ ta cũng gặp nhiều rồi đấy. Ngay trong cái ảnh mà tôi có trường hợp như vậy. Trong họ ta thường thường là con bà kể là nhỏ tuổi hơn bà kế nhỏ tuổi hơn con bà lớn, ba kế nhỏ tuổi hơn con bà lớn, đấy cầm chỉ hay con, đưa thì như vậy là một cái tình tiết mà lâu đây là cháu ruột của chủ tịch Hồ Chí Minh đã về nhà thờ để chứng hương tiên tổ, thì đó là một cái điều là ta không tìm mơ ước, hôm nay đã trở thành sự thật rồi. Để có người cụ thể đây. Có một đôi lời để con họ nội ta, họ nội ngoài ta ở đây. Kính thưa các bác, các bà con, các anh chị, thì Trương Quang là đứa con của đất Nghệ, đứa con của họ Hồ, là đứa con lưu lạc lạc loài vì nhiều hoàn cảnh của đất nước ly loạn. Ngày hôm nay về được cái đất tổ của mình mà lễ bái tổ tiên và phong mộ tổ là một hạnh phúc lớn không ngờ.
4. Các chiến lược cải đạo cụ thể. Chúng tôi xin trình bày 9 chiến lược chính mà hiện nay được xem là những mũi nhọn dẫn đến cái thành quả cải đạo rất thành công của Công giáo và Tin lành trên toàn cầu. 1. Núp sau các chiêu bài của phương Tây. Nếu không khéo, chúng ta sẽ bị sập bẫy của các chủ nghĩa phương Tây, của các cường quốc phương Tây, Âu Mỹ. Họ thường đưa ra những cái chiêu bài như là bảo trợ hội thảo, đối thoại liên tôn giáo và liên triết học ở cấp quốc gia và cấp quốc tế. Mỗi một cuộc hội thảo như vậy nó tốn khoảng chừng 50.000 cho đến 75.000 đô. Nhưng bù lại đó, các nhà học giả Thiên Chúa giáo và Công giáo hàng đầu đó có mặt và bằng cái kinh nghiệm nghiên cứu chuyên môn của mình gây các ấn tượng về học thuật, làm cho những nơi tổ chức hội thảo bao gồm các học giả hàng đầu của quốc gia đó và trên thế giới thiết lập được cái thiện cảm với họ, và từ đó trả cái thiện cảm với tôn giáo của những nhân vật này. Đây là một chiêu bài rất mới, rất nhẹ nhàng, được ứng dụng thành công từ năm 2000. Và cái trải nghiệm của nó là bắt đầu từ năm 1992 tại Việt Nam. Lúc đó nó có cái hội thảo làm thần học theo cung cách châu Á. Chúng tôi là người được thỉnh mời đại diện cho giới Phật giáo thuyết trình một buổi 3 tiếng đồng hồ cho 2 ngày hội thảo. Vì lúc đó chúng tôi mới 21 tuổi và lãnh đạo của Công giáo tại thành phố Hồ Chí Minh bây giờ Tin lành biết rất rõ, không phải nhân vật này là một nhân vật ngôi sao chiếu sáng, mà họ muốn lấy một cá nhân Phật giáo xem cái phản ứng của cá nhân đó như thế nào, từ đó họ có thể đánh giá cái mức độ phản ứng của Phật giáo ở chiều rộng chiều sâu, và trên cơ sở đó họ rút tỉa các bài học làm thế nào để tránh những cái va chạm, nhờ đó có thể truyền đạo thành công hơn. Hiện nay đó thì các hội thảo lớn tại các trường đại học Việt Nam đều do các tổ chức Công giáo và Tin lành bảo trợ, dưới danh nghĩa là các đại học. Và phần lớn tại các hội thảo quốc gia này đó thì giới tu sĩ Phật giáo, giới cư sĩ tri thức Phật giáo hầu như không biết để tham gia, vì cái cơ hội tham gia học đường ở cấp quốc gia, ở các trường đại học đó, của giới tu sĩ Phật giáo là quá ít do giới hạn của hình thức tu sĩ. Đang khi các linh mục, các nhà thần học đó, họ mặc đồ đời thoải mái và có thể tham gia giảng dạy các trường đại học thoải mái, và đó là cái lợi thế của họ. Ngoài ra đó, chiêu bài khác đó là họ đề cao tự do dân chủ, nhân quyền, mà các nước phương Tây đứng đầu là Mỹ xem nó như là một bình phong rất đáng ngại để tấn công những nước nghèo như Việt Nam và các nước khác ở châu Á. Và vì cái áp lực của tự do thương mại thế giới, rồi cái bối cảnh toàn cầu hóa của thế giới muốn tham gia vào cái thị trường chung, thì các nước nghèo trong đó có Việt Nam phải thúc thủ và cố gắng làm sao là thỏa mãn được các yêu cầu của các chính quyền cường quốc về nhân quyền và tự do tín ngưỡng, để theo đó đó họ có cơ hội truyền bá đạo Công giáo và Tin lành rất thành công. Hầu như là trong việc mở cửa cho phương Tây vào, chúng ta mất đi rất nhiều các giá trị gốc, giá trị văn hóa dân tộc, giá trị đạo Phật, giá trị đạo đức và nhiều giá trị tinh thần khác. Cái mà ta đạt được là vật chất hay là thế giới vật dục, vốn phương Tây xem nó như là rác rưởi. Họ đi tìm các mảnh đất tâm linh của châu Á để đầu tư, và biến các mảnh đất nơi châu Á mời gọi họ trở thành là chỗ phóng thải của các cái nền công nghiệp hiện đại. Thay vì trước đây họ đi xâm lăng để tôm góp về các tài nguyên thiên nhiên, thì bây giờ toàn cầu hóa mang các giá trị kinh tế để xóa sổ các giá trị văn hóa gốc. Mà thường những nước nghèo có mặc cảm tâm lý, trong nước là nhược tiểu, cái gì ngoại là xịn, cho nên họ sẵn sàng gọi là rũ bỏ các giá trị gốc để chứng minh rằng là mình là người thức thề, mình là người biết các cái giá trị cách tăng và đáp ứng những cái chương trình cách tăng đó. Sự bành trướng cải đạo ở Á Châu thông qua chiêu bài của phương Tây
là một chiến lược rất đắt tiền và ăn khách. Phần lớn lãnh đạo các quốc gia châu Á không nhận diện ra được cái chính sách này vì họ rất khéo léo. Phương pháp đó là khá hấp dẫn, có hiệu quả trực tiếp và mang tính ngụy biện rất cao, nhất là những nơi mà tình trạng xã hội các quốc gia chưa ổn định, dân trí còn kém lạc hậu, dân chúng còn nghèo khó và xã hội còn quá nhiều các bất công. Thì chiêu bài núp sau tự do của phương Tây, tự do dân chủ, tự do tôn giáo sẽ đè bẹp các nền văn hóa gốc. Chiến lược 2, làm thằng học theo cung cách châu Á. Tại buổi hội thảo vào năm 1991, các nhà thần học của Công giáo và Tin Lành lần đầu tiên đã ngồi lại với nhau, vốn được xem là một hiện tượng lạ vì hai nhóm này được xem là kẻ thù không đội trời chung. Bây giờ họ phải trải nghiệm cái phương pháp làm thần học theo châu Á, hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng John Paul đệ nhị và tinh thần của cộng đồng Vatican II từ năm 1963. Tại đây thì họ trình bày ba phương pháp chính sau đây. A. Đồng hóa dân hóa châu Á với dân hóa Kitô giáo, mà vốn về bản chất, về ý nghĩa, về mục đích, về diễn tiến khác nhau cả trời lẫn vực, nhưng lại được đánh đồng là một với nhau. Ví dụ như các nhà thờ mới sẽ được thiết kế bằng kiến trúc của nhà chùa ở quốc gia nào thì họ sẽ lấy kiến trúc của quốc gia đó mà làm. Đây là hai ngôi nhà thờ ở tại Trung Quốc và lấy cái văn hóa kiến trúc mỹ thuật của Trung Quốc làm gốc. Như vậy đồng hóa hai cái nền văn hóa vốn khác nhau là một bằng những so sánh khập khiễng sẽ làm cho giới bình dân và những người không có điều kiện nghiên cứu dễ dàng chấp nhận và thấy rằng là hai cái này là một thôi, thay vì theo các tôn giáo khác thì không hấp dẫn bằng Công giáo và Tin Lành. B. Đồng hóa các triết lý tôn giáo của châu Á bao gồm Phật giáo, Ấn giáo, Nho giáo, Lão giáo với Kitô giáo là một. Về bản chất, đạo Phật cao siêu hơn, vượt trội hơn các tôn giáo, trong đó có Công giáo. Đạo Phật như là kim cương và các tôn giáo nhất thần như là các thỏi sô-cô-la thôi, nhưng mà bằng nghệ thuật, bằng phương pháp thông diễn và lối giải thích thuyết phục làm cho người đọc dễ dàng đánh đồng hai cái triết lý của các tôn giáo khác nhau này đồng với Thiên Chúa giáo. Ví dụ như họ so sánh biểu tượng của hoa sen với cây thập giá, biểu tượng ngồi thiền và sự hy sinh của Chúa Giê-xu. Còn đối với các tôn giáo nhất thần khác của châu Á đó, thì họ lấy khái niệm Thượng Đế với ông trời của các dân tộc ở châu Á vốn khác nhau, các trời lẫn vực là một. C. Sử dụng kiến trúc mỹ thuật tôn giáo châu Á truyền bá Kitô giáo. Nãy giờ các bức ảnh mà chúng ta thấy trên màn ảnh đó, đều minh họa cho sách lược cải đạo một cách thành công, chủ yếu là làm sao cho giới bình dân chiếm đại đa số ở các quốc gia đó thấy từ hình thức đến nội dung, khái niệm, phương pháp của Công giáo, Tin Lành và các tôn giáo gốc ở châu Á là na ná. Từ đó cái cảm giác ngoại lai, cái cảm giác tôn giáo xâm lược, tôn giáo thực dân bị mờ nhòa, bị xóa dần đi trong tâm khảm của mọi thế hệ. Và trên cơ sở đó, họ truyền đạo hấp dẫn cho giới trẻ, giới trẻ sẽ chọn lấy Công giáo và Tin Lành hơn là chọn lấy các tôn giáo gốc. Đây là một âm mưu xâm lăng văn hóa, xâm thực văn hóa, nói theo đúng nghĩa của từ. Chính sách này đối lập lại hoàn toàn với chủ trương của Công đồng Vatican I trước năm 1963. Chẳng hạn tại Việt Nam á, thì vào thời điểm đó ai thờ cha mẹ ông bà tổ tiên được xem là thờ ma quỷ và có tội với Chúa, cho nên phải đập bàn thờ gia tiên và không được cúng dỗ. Điều đó đã dẫn đến một cái phản ứng trái chiều, kháng cự, loại trừ Thiên Chúa giáo và Công giáo ra khỏi mảnh đất văn hóa tâm linh của châu Á.
Thì bây giờ đó, Đức Giáo Hoàng John Paul đề nghị kêu gọi các nhà thần học và các linh mục cần phải tiếp thu 100% phương pháp rồi các biểu hiện của nền văn hóa tôn giáo tại các nước châu Á thành một công cụ để truyền bá công giáo. Thì cái mức độ chấp nhận đổi đạo dễ dàng hơn, nhẹ nhàng hơn, không tốn tiền, không chiến tranh, không hận thù, không loại trừ, không độc tôn. Và đây là một chiêu bài rất thành công. Chiến lược 3: từ thiện nhằm để mua các linh hồn khổ đau. Trên 7 tỷ dân số của hành tinh chúng ta, nạn nhân mạng đã trở thành là một cái vấn nạn lớn. Nỗi khổ niềm đau do nguồn tài nguyên bị cạn kiệt đã trở thành là một cái cơ sở vững cho các nhà thần học công giáo và Tin Lành truyền đạo thành công bằng các hoạt động từ thiện. Họ đi đến các nước châu Á vốn tự xem mình là nhược tiểu, và phần lớn muốn đổi đời ở châu Á thì người ta đi học tiếng Anh để có cơ hội tiếp xúc với nền văn hóa văn minh của phương Tây, có cơ hội được làm nghề nghiệp ở những quốc gia tiên tiến ở châu Mỹ, châu Úc và châu Âu. Người châu Âu nào cũng học 3-4 ngôn ngữ, trong đó có tiếng Anh. Và họ phải nhồi sọ từ nhỏ cho người ta cảm thấy rằng là ngôn ngữ mẹ đẻ là thấp kém, bằng cách là phải đi học một ngoại ngữ. Và muốn học ngoại ngữ thì làm sao cho đỡ tốn tiền, tham gia vào các lớp dạy tiếng Anh của những người theo Tin Lành và Công giáo, chẳng những không phải đóng tiền học phí mà còn được thưởng tiền nữa. Ai mà không mê, ai mà không thích. Và tham gia vô rồi như con cá dướng câu, sau thời gian là đổi đạo. Họ đóng vai là những nhân viên hoạt động xã hội, công tác xã hội. Họ tham gia vào trong các cái bệnh cùi, phục vụ cho người cùi, bệnh viện ung bú, phục vụ cho người ung bú. Họ chăm sóc các bệnh nhân HIV và AIDS giai đoạn cuối. Và về lĩnh vực này đó, Công giáo và Tin Lành đang đi mạnh nhất trên toàn cầu hiện nay. Có thể nói trong các nước là Đông Nam Á và Nam Á đó, thì Phật giáo Việt Nam là nước cuối cùng tham gia vào sáng kiến Phật giáo phục vụ cho cộng đồng bệnh nhân HIV và AIDS. Và điều đó nó bắt đầu từ năm 2003 thôi. Từ đó Hòa Thượng Thích Chân Thiện, Hòa Thượng Thích Thiện Tánh và chúng tôi được UNICEF, tổ chức trẻ em của Liên Hợp Quốc bảo trợ, đi nghiên cứu 10 trung tâm HIV/AIDS tại Thái Lan, dọc theo đường biên giới với Miến Điện là các tỉnh Chiang Rai, Chiang Mai và Chiang Nai. Phật giáo Thái Lan đi trước Phật giáo Việt Nam về lĩnh vực này là 40 năm. Cho đến bây giờ chúng ta vẫn chưa có được một trung tâm HIV và AIDS đúng nghĩa của nó, trực thuộc Phật giáo. Cái ủng hộ của chính phủ cho Phật giáo về lĩnh vực này là còn quá kém. Sư Thiện Chiếu tại Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực, và sư cũng là một trong các thành viên có mặt của đảng, cho đến bây giờ vẫn chưa được cấp giấy phép để hoạt động HIV và AIDS. Đang khi đó Công giáo và Tin Lành đã có vài trung tâm tại Việt Nam rồi. Thành lập các bệnh viện, các bệnh xá miễn phí hoặc là lấy giá rẻ đã thu hút rất nhiều các bệnh nhân nghèo ở các quốc gia nghèo không có tiền mua bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội. Chiến lược 4: lợi dụng cứu trợ thiên tai để cải đạo. Ở đây họ truyền bá bằng hai cách. Cách một á, là tuyên truyền quyền uy của Chúa có mặt ở trên hành tinh. Chúa là toàn năng, toàn bi, toàn trí. Tin vào Chúa là mọi việc được giải quyết. Và phương pháp thứ hai đó là họ nói cái tội lỗi của Satan, và họ muốn ám chỉ các tôn giáo khác ngoài Thiên Chúa giáo và Công giáo là Satan. Do vì có Satan ngự trị cho nên thiên tai xuất hiện khắp mọi nơi mọi chốt. Sóng thần vào năm 2004 tại Nam Á và Đông Nam Á đã làm giảm dân số Phật tử khá đáng kể tại Tích Lạc, cũng bằng phương pháp vừa điêu. Đang khi Phật giáo đang lênh hoanh với một cái nguồn viện trợ quá kém, mà thậm chí còn đi dặn đồng Phật tử cúng dường Tam Bảo, cúng dường trai tăng, cúng dường trai phạn, thì các tổ chức Thiên Chúa giáo lợi dụng một cái cơ hội thiên tai này truyền bá, nói rằng là nếu các anh các chị muốn nói đời thì theo chúng tôi,
Còn muốn giữ thân phận nghèo thì cứ theo đạo Phật gốc. Sự lựa chọn là do các anh chị thôi. Đang trong cái cơn túng thiếu, khổ đau, ngặt và nghèo, phần lớn có nhiều người mất sức chịu đựng. Và khi niềm tin vào chánh pháp của Đức Phật quá kém, do chỉ biết sơ sài, không có nghiên cứu sâu, không có thực tập chuyển hóa, thì rất nhiều người tín đồ Phật giáo trong cơn sóng thần Nam Á và Đông Nam Á đã từ bỏ đạo Phật gốc để đi theo Thiên Chúa giáo. Đó là một điều rất đáng buồn, mà lỗi thuộc về thành phần lãnh đạo của Phật giáo. Chiến lược 5: kinh doanh và việc làm. Các nhà truyền đạo Công giáo và Tin lành sử dụng việc hỗ trợ nghề nghiệp và tư vấn nghề nghiệp cho những người nghèo như là một phương tiện để thu hút họ trở về với đạo thờ Chúa, và trên cơ sở đó đó nỗ lực cải đạo họ. Tại các hải đảo trong giai đoạn vượt biên, và phần lớn người vượt biên á rơi vào hai loại đối tượng. Đối tượng một là bất đồng chánh kiến với đảng phái đang lãnh đạo quốc gia của mình, đó chiếm rất ít. Và số lượng thứ hai chiếm đại đa số là những người đi vì lý do kinh tế, tức là muốn gieo trồng một hạt giống giàu trên mảnh đất tiềm năng và đất hứa. Và đánh vào cái tâm lý này đó, các nhà thần học và truyền đạo Công giáo và Tin lành đã hỗ trợ, hứa hẹn bảo trợ định cư và bảo trợ việc làm. Họ hoạt động rất nhiệt tình, đến gõ cửa, chia sẻ, tặng kinh thánh, hướng dẫn, hỗ trợ. Và ai theo họ chỉ trong một thời gian ngắn là có cơ hội được định cư ở nước thứ ba. Những người Phật tử không thuần thành, những người theo các tôn giáo khác ở Việt Nam và Campuchia trong giai đoạn vượt biên đã trở thành những tín hữu của Công giáo và Tin lành. Và đó là một cái sách lược được xem là khá thành công, rất là lợi hại. Hiện nay các tỉnh phú lớn trên toàn cầu đó, 90% là những người Công giáo và Tin lành. Và bên cạnh những hỗ trợ để cho những người nghèo có được công việc làm để theo đạo, thì họ còn truyền những cái thông tin rất lợi hại sau đây. Ai muốn trở thành những kẻ nghèo thì theo Phật, ai muốn trở thành kẻ giàu sang thì theo Công giáo và Tin lành. Bởi vì thế giới giàu sang là thế giới của Công giáo và Tin lành. Chiến lược 6: giáo dục qua các trường học. Ở phần đầu chúng tôi đã điểm qua sơ sơ có đến hàng trăm nghìn các ngôi trường dân lập và tư thục của Thiên Chúa giáo trên toàn cầu, từ cấp mẫu giáo cho đến cấp đại học. Và thông qua các trường nhà dòng, các thế hệ học sinh bắt đầu từ mẫu giáo đã được đọc kinh Chúa, đã được cầu nguyện Chúa, đã được trải nghiệm tín ngưỡng Chúa, thì khi lớn lên bằng sự nhồi sọ có điều kiện và diễn ra một cách tiệm tiến tự nhiên, sau này có tiếp nhận được ánh sáng khoa học, ánh sáng Phật học hay là bất cứ một ánh sáng nào hay hơn kinh thánh, họ cũng không thể nào bỏ được. Thì giáo dục và mẫu giáo là nền tảng nhất, có giá trị ăn sâu bám rễ chắc nhất trong một kiếp người. Đầu tư vào giáo dục ở đại học trở lên đó, thì chúng ta chỉ mở mang tri thức thôi, chúng ta không thể nào buộc các sinh viên phải theo quan điểm của mình được. Thì Chúa giáo nghiên cứu về vấn đề này rất là nhiều, và hiện nay họ đã rất là thành công, mỹ mãn về cái chiến lược phát triển Công giáo và Tin lành qua việc đầu tư giáo dục ở tại các nước nghèo như ở châu Phi, Nam Mỹ, Ấn Độ, Sri Lanka, Pakistan, Bhutan, Nepal, Việt Nam, Campuchia. Họ dạy ngoài các ngành nghề mà các trường công lập chủ trương trực thuộc và Bộ Dục Đào tạo cho phép, thì họ còn dạy thêm các nghề đào tạo y tá, dạy nhạc, dạy ngoại ngữ, vân vân. Do vậy
cái mục tiêu họ đặt ra đạt được một thành quả rất lớn, với những hứa hẹn là giúp cho người học đó có thể cất cánh bay cao và đến cái mục tiêu mà họ đặt ra, chứ không phải mục tiêu của người muốn học. Armstrong là một phi hành gia đầu tiên đặt chân lên mặt trăng. Nếu xem lại cái đoạn phim video được công bố trên YouTube, có lẽ cho Tùng Đức cũng như là biết bao nhiêu người khác rất ngạc nhiên. Một khoa học gia hàng đầu, nhưng động tác đầu tiên mà ông làm khi đặt chân xuống mặt trăng đó là làm dấu thánh giá. Cảm ơn Chúa đã giúp cho ông được sống còn. Cái niềm tin đó đã được giảng dạy từ những lớp học mẫu giáo trong các trường dòng này. Sau này là một khoa học gia biết rõ Chúa không có thật, vũ trụ này không có cái nguyên nhân đầu tiên, cái tương tác đa chiều mà hình thành vận động, nhưng bằng thói quen, bằng nỗi sợ hãi, người ta vẫn làm những động tác tôn giáo như đã được truyền dạy từ tở thơ ấu. Chiến lược 7, áp lực hôn nhân và gia đình. Thì Chúa giáo đã đưa ra 3 bước áp lực sau đây. Trong giai đoạn nam và nữ đến với nhau, một người theo tôn giáo khác, một người theo Công giáo hay Tin Lành, thì người theo tôn giáo khác bao gồm các Phật tử vì thiếu sự chuẩn bị tâm lý, vì thiếu những cái tư vấn từ các chùa và cha mẹ, cho nên ngỡ ngàng, do đó dễ dàng bị rơi vào các cạm bẫy của gia đình bên người mình thương, buộc phải bỏ đạo gốc trước khi tiến tới hôn nhân. Hầu như là 65% việc bỏ đạo thì thông qua con đường buộc theo đạo mới trước khi đính hôn. Bước 2, đối với những người nam, người nữ nào có cái tinh thần tâm linh vững với đạo gốc của mình, thì họ sử dụng chiêu bài tiếp theo sau, đó là tạm thời chấp nhận đạo ai lấy giữ. Sau khi đính hôn rồi, bắt đầu có thai, chuẩn bị làm cha, làm mẹ, tình yêu trở nên sâu đậm và tương lai đã bắt đầu được gắn bó, thì lúc đó đó, bên gia đình Công giáo và Tin Lành gây áp lực hoặc là đổi đạo hoặc là ly dị. Khi mà tình yêu nó bị gắn bó quá thì người ta sẽ không thể nào chọn con đường ly dị. Và lúc đó đó họ lại giảng dạy đạo nào cũng dạy người ta lánh nát làm lạch, mà nghe qua thấy nó quá giống nhau, chứ thực tế thì không thể giống nhau được. Khái niệm giống nhau nhưng mà nội dung khác nhau cả trời lẫn vực. Do đó thiếu sự chuẩn bị, rất nhiều người Phật tử, thậm chí là người nam và người nữ, đã phải bỏ đạo gốc, quay lưng lại với gốc rễ văn hóa của dân tộc và gốc rễ văn hóa Phật giáo để trở thành một kẻ tăng tòng của tôn giáo khác. Bước 3, nếu người vợ hoặc chồng giữ đạo gốc mạnh, chưa có thể gây áp lực trong thời gian mang thai, thì sau khi sinh ra một đứa con và đang nuôi dưỡng đứa con đó, thì bên chồng bên vợ theo Công giáo Tin Lành tiếp tục gây áp lực với con của mình để cứu vãn cuộc hôn nhân đang đứng trước bờ vực thẳm, thì phần lớn chọn con đường cải đạo. Đó là ba đứa mà hầu như 98% bị kẹt vào hôn nhân với những người theo Công giáo Tin Lành đều phần lớn là mắc gốc. Chiến lược 8, giả tạo tu viện, thiền viện và đạo sư của các tôn giáo. Ở đây chiêu bài của họ đó là nhắm đến đạo Phật nhiều. Ta thấy Đức Chúa Giêsu Kitô trên bức tranh đang làm cái tư thế chuyển pháp luân như Đức Phật chuyển pháp luân tại vườn nai, và xung quanh Đức Chúa Giêsu Kitô đó được tạo dựng một vườn hào quang bằng hoa sen cách điệu. Các bức ảnh khi nãy đó chúng ta đã thấy Đức Chúa Giêsu ngồi thiền, Đức Chúa Giêsu bắt ấn, Đức Chúa Giêsu nhập định, và ảnh bên dưới đó là hai, một bên đó là linh mục, một bên là nữ tu đang mặc chiếc áo của tu sĩ Phật giáo Ấn Độ. Ấn Độ giáo xưa cũng như là nay chú trọng đến các tu viện, mà trong tiếng
ngôn ngữ gốc á, gọi là ashram, và đạo sư gọi là swami, còn đạo sư nữ gọi là swamiji. Ngày nay đó thì các linh mục, các nhà thần học, các giáo lý viên đã cố tình mặc các áo choàng màu vàng và trông giống như các nhà tu khổ hạnh của Ấn Độ giáo và Phật giáo khi họ làm đạo trên địa bàn của Ấn Độ, Bangladesh, Pakistan, Bhutan và Nepal, vốn là các quốc gia có truyền thống tâm linh theo khuynh hướng của Ấn Độ. Việc đồng hóa hình thức giữa linh mục và giáo sĩ của Thiên Chúa giáo với các giáo sĩ, các tôn giáo làm còn lại sẽ làm cho các tín đồ sẽ ngộ nhận không biết là sự khác biệt giữa hai bên. Từ đó đó đi theo linh mục dễ dàng hơn là đi theo các vị đạo sĩ. Các đạo sĩ của các tôn giáo tại Ấn Độ thì chú trọng về đời sống nội tỉnh bằng các phương pháp thiền, chuyển hóa tham sân si, và đạo Phật là đứng đầu về các tôn giáo nội tại. Đang khi đó đó thì các linh mục có thể nhảy đầm, có thể uống rượu, có thể hút thuốc, có thể hòa nhập y hệt như là những người đời, ngay cả trong phạm vi của ngôi giáo đường không sao cả, vì kinh thánh của họ không hề ngăn cấm những điều này và họ xem đó là một hoạt động bình thường. Đang khi đó Đức Phật với tự giác thấy rất rõ các cái biểu hiện dễ vui trong các khoái lạc giác quan, không làm chủ được cảm xúc và buông lung chính mình sẽ làm cho chúng ta trở thành một người phàm, và đủ là vô dân phàm phu, chứ không thể nào trở thành bậc thánh được. Nhưng mà người tại gia và các tín đồ các tôn giáo không thể nào có kiến thức chuyên môn để phân định được sự khác nhau giữa các nhà tâm linh Phật giáo với những người cư sĩ. Do đó khi đánh đồng hình thức tu sĩ của Phật giáo với các linh mục thì người ta dễ dàng theo linh mục hơn là theo các tu sĩ, vì cái nhu cầu tâm linh của Phật giáo tương đối là cao so với cái nhu cầu của Thiên Chúa giáo. Một ví dụ ashram nổi tiếng của Ấn Độ mang tên là Shanti Vana. Vanam là vườn, Shanti là hòa bình, chúng ta có thể nói là hòa bình viên. Tự viện, đó là tu viện vườn hòa bình của linh mục Beth Gifip. Thì ông là một nhân vật nổi tiếng ở trong cộng đồng của Thiên Chúa giáo toàn cầu, và chủ trương đánh đồng nhà thờ Thiên Chúa giáo với ashram của Ấn Độ giáo, nơi mà Ấn Độ giáo chiếm đại đa số. Và tại Ấn Độ đó, những nhà thần học Ấn Độ giáo và những nhà theo Bà La Môn giáo truyền thống đó, phê phán và gọi linh mục Gifip này đó là một nhà lừa đảo, bởi vì đã mang cái nhãn hiệu của tu sĩ Ấn Độ giáo để truyền bá kinh thánh của Thiên Chúa giáo. Và cũng rất nhiều giáo đường của Thiên Chúa giáo và Công giáo tại Ấn Độ, họ có dùng các hình thức tụng kinh giống như là chúng ta tụng kinh điển Pali, đổi lại nội dung là hứa về Chúa thôi. Các phương pháp gì được chúng ta sử dụng trong các thiền viện tại các châu lục thì cũng đều được Thiên Chúa giáo và Tin Lành vay mượn lại, đổi nội dung đó là Chúa và niềm tin. Chiến lược chính, hỗ trợ của chính quyền. Các quốc gia sau đây bao gồm Hàn Quốc, Indonesia và Nga đã có chính sách bắt buộc những người dân của mình phải chọn các tôn giáo được chính quyền chấp nhận và ủng hộ. Và xin thêm một ví dụ, chính quyền của Tổng thống Lee Myung-bak, đó là của Triều Tiên, xin lỗi, của Đại Hàn, là một chính quyền theo đạo Tin Lành. Ông đã lấy vai trò là người lãnh đạo tối cao của quốc gia, có nhiều biện pháp chống Phật giáo công khai tại Hàn Quốc bằng những chính sách là ngược đãi tăng ni, khám xét chùa chiền và cài các cái máy quay phim tại các cái thiền viện lớn, rồi là cố gắng lén lút quay công bố trên các hãng truyền hình quốc gia về những cái cảnh mà các vị tu sĩ Phật giáo thiếu oai nghi. Chẳng hạn như vào tháng 4 và tháng 5 2012, một cái tin đau lòng, cái cảnh một vài tu sĩ của dòng thiền tại một tu viện
của Hàn Quốc đang đánh bài. Tức là những vị này mới bắt đầu tập tu nhưng chưa giữ được cái quay nghi tế hạnh của mình, chưa rũ bỏ được nghiệp phàm, thì máy quay phim của đài truyền hình quốc gia đã chộp được và đưa lên trên đài truyền hình quốc gia để làm cho quần chúng từ bỏ đạo Phật. Lãnh đạo thiền viện nổi tiếng của Hàn Quốc phải lên tiếng xin lỗi với cộng đồng Hàn Quốc nói chung và Phật giáo Hàn Quốc nói riêng. Đang cái hiện tượng đó là một cái miếng sau có mắt, nhà dù có nơi, nhưng khi đã được đưa lên truyền hình á, thì người ta sẽ có cái cảm giác rằng đây là một xã hội Phật giáo thu nhỏ, đây là một thế giới Phật giáo thu nhỏ, và bên trong còn lại tất cả các tu sĩ cũng được hiểu là ngầm rằng giống nhau như là cái hình ảnh các tu sĩ hư đốn đó. Và chiến dịch này nhiều chục năm trước tại một số tỉnh miền Tây, một số vị cư sĩ lãnh đạo hòa hảo cực đoan đó, tôi cho rằng là tu sĩ như thể cây sơn, để từ bỏ vai trò của tăng bảo và họ thay thế vai trò đó thành lập ra các cái ban trị sự ở cấp quốc gia, cấp tỉnh thành và cấp phường xã. Thì đó là những cái cách mà xa dần đạo Phật gốc và làm cho ảnh hưởng tâm linh và sự hướng dẫn tâm linh của các vị xuất gia chân chính bị mất dần vì bị đánh đồng với các vị phàm tăng mà họ không giữ được giới luật thanh cao trang nghiêm có giá trị giải thoát của Đức Phật dạy. Vấn đề 4, vấn đề 5,